Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại gặp lại trong bản điểm tin tuần, một cái bản tin rất là thường nhật vào tối thứ sáu hàng tuần để đánh giá lại tất cả những cái mã cổ phiếu cũng như thị trường trong tuần vừa qua, và sau đó thì Hùng Lê cùng với các anh chị chúng ta sẽ đi điểm qua lại các cái nhóm ngành, các cái mã cổ phiếu khá là quen thuộc và các cái mã cổ phiếu đạt tín hiệu. Thì một số các anh chị khi xem cái clip của Hùng Lê thì các anh chị chưa hiểu cái cách mà chúng ta vận hành cái kênh chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng, đó là tất cả các cái bản tin phân tích định lượng thị trường Hùng Lê nó chảy mạch theo từ tuần này qua tuần khác. Thế thì có những mã cổ phiếu là tuần này nó không còn điểm mua nữa nhưng Hùng Lê vẫn view lại để chúng ta nhận định và chúng ta đánh giá lại được là cái đường đi của cổ phiếu nó còn đi tiếp được hay không đó. Và có những mã cổ phiếu thì tuần này xuất hiện các cái điểm mua mới, ví dụ như là cổ phiếu Baona, tí nữa Hùng Lê sẽ đi phân tích ví dụ như phiên ngày hôm nay chẳng hạn, hoặc ví dụ như là cổ phiếu Hòa Phát đó, rồi ví dụ như là cổ phiếu BFC. Thì tất cả những cái câu chuyện là điểm mua của cổ phiếu thì các anh chị, tất nhiên một tuần Hùng có một bản tin, thì nếu như các anh chị muốn cập nhật cái thường nhật, tức là muốn khi nào có điểm mua luôn và nhận được cái thông báo đó luôn, thì các anh chị phải về với team của Hùng Lê đó, về với team để chúng ta có được những cái thông tin cập nhật sớm nhất đó, những cái thông tin cập nhật sớm nhất, ví dụ PC1 chẳng hạn đó, những cái thông tin cập nhật khi cổ phiếu có tín hiệu thì Hùng Lê cập nhật đến đây thì các anh chị mới nhận được. Còn cái bản tin phân tích tuần là chúng ta view lại, chúng ta đánh giá lại cổ phiếu nào đúng, cổ phiếu nào sai, đúng không ạ, và sai thì chúng ta xử lý như nào. Ví dụ HCD tí nữa Hùng sẽ nói đó, nó sai ở cái điểm đó thì chúng ta sẽ xử lý như nào ở trong cái tuần, bởi vì là thị trường chứng khoán và cổ phiếu thì nó luôn luôn biến động liên tục, chính vì vậy nên là chúng ta cần phải có những cái cập nhật thường nhật nhất. Và các anh chị muốn có được những cập nhật đó thì Hùng Lê mời các anh chị về với team của Hùng Lê. Trong cái bản tin phân tích tuần, tức là bản tin video số 112, thì chúng ta đã phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam, đó là đối với chỉ số VN Index và chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh, thì gần như Hùng Lê đã có những cái phân tích cực kỳ cụ thể và cực kỳ chi tiết cho các anh chị ở đây đó, cực kỳ. Và sau đó thì Hùng Lê có tóm gọn lại cái câu chuyện là một số các cái chỉ báo về VN Index, ví dụ như là đối với chỉ số phái sinh thì trong tuần vừa qua đó là cái tuần mà đáo hạn hợp đồng phái sinh, chính vì vậy nên là chúng ta phải quan sát rất kỹ. Và Hùng Lê có dự kiến những cái điểm trả cung của phái sinh đó, VN hợp đồng VN30F1M, những cái điểm trả cung của phái sinh có thể sâu nhất ở khoảng vùng 700, đây các anh chị, 790 đến vùng 800 điểm, đó là những cái dự báo của Hùng Lê trong tuần. Đó, đây là cái cây nến xanh, cây nến đỏ này là cây nến, cái điểm màu đánh xanh dài này chính là bản tin video số 112. Và trong tuần thì các anh chị có thể nhìn thấy đây chính là cái phiên ngày thứ ba là phiên trả cung sâu nhất của chỉ số phái sinh, đó là gần chạm về vùng 792 điểm đó, trong cái biên mục lên dự báo, và sau đó thì cầu long kéo lên. Thì đối với chỉ số phái sinh là chúng ta dùng trên biểu đồ M5 phút, còn đây là chúng ta đang nhìn ở trên biểu đồ ngày đó, thì chính vì vậy nên là chúng ta phải nhìn ở trên biểu đồ 5 phút thì chúng ta mới có những cái phân tích định lượng ở trong phiên được đó. Còn đối với chỉ số VN30 thì Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích định lượng dự báo về cái xu hướng trong tuần có thể có những cái điểm trả cung ở chúng ta sẽ quan sát ở quanh vùng trung bình ở 805 điểm, và chúng ta thấy rằng là cả tuần gần như là chỉ số này bám biên 805 điểm, duy nhất chỉ có cái phiên ngày thứ ba kéo xuống ở trong phiên, nhưng kết phiên thì chỉ số này nằm ở cái biên trung bình. Các anh chị thấy ba phiên và nằm ở cái biên trung bình 805 điểm đó, và sau đó thì chỉ số này kéo lên vượt khỏi biên 805 điểm. Các anh chị có thể theo dõi rất nhiều kênh phân tích định lượng thị trường, nhưng hiếm có, Hùng Lê có thể nói như vậy, hiếm có những anh chị có thể dám đưa ra những cái chỉ số cụ thể như thế. Gần như mọi người toàn đưa ra một cái xu thế chung chung, nhưng mà với quan điểm của Hùng Lê là câu chuyện thị trường có cái đúng và có cái sai, phân tích của Hùng Lê có đúng có sai, và chúng ta cần phải mạch lạc cái chuyện đó. Chúng ta phân tích là chúng ta phải đưa ra những cái dự báo về cái mốc, những cái mốc đó, những cái điểm số đó để làm gì, để nhà đầu tư thấy khi về đến đó rồi thì Hùng Lê nói như vậy, về đến đó là chỉ số hỗ trợ thì chúng ta quan sát xem là cái chỉ số đó giữ được không, không giữ được thì nó như nào, giữ được thì nó như nào, mà tăng lên thì nó như nào đó, câu chuyện nó nằm ở chỗ đó, chứ chúng ta đừng có nói những cái gì chung chung đó. Và
Tất nhiên là khi có những cái con số định lượng về chi tiết đến như vậy thì nó sẽ có cái sự xác suất, đúng không ạ? Mọi người bảo là thị trường nó có một cái gì đấy nó không có cụ thể thì mọi người có thể ở như thế nó cũng đúng có sai, nhưng Hùng Lê luôn luôn đưa ra những con số cụ thể và chúng ta sẽ làm việc trên những con số cụ thể đó. Đó, chứ chúng ta không có câu chuyện chung chung. Đối với chỉ số VN Index của chúng ta trong tuần vừa qua thì như vậy là Hùng Lê đánh giá như vậy là tạm thời là rất là tích cực. Và bản thân là trong cái bản tin phân tích tuần thì Hùng đã phân tích và dự báo cho các anh chị ở trên video số 112. Còn ở trên kênh YouTube thì trên room công chat nhận định NO02 thì Hùng Lê có dự báo cái biên có thể dự kiến là cái điểm mà trả sâu nhất của VN Index trong tuần có thể về lại vùng 865 điểm. Và các anh chị có thể thấy rằng đây, trong cái biên Hùng Lê dự báo 865 đến 870 điểm và trong phiên ngày thứ 3 thì VN Index của chúng ta đạp sâu nhất trong phiên là 860 điểm và kết phiên, đúng không ạ? Kết phiên lại về lại vùng 865 điểm. Đó, 865 điểm. Vậy thì chúng ta đưa ra những cái con số đó để làm gì? Để thứ nhất là nếu như mà cái chỉ số đó lấy lại được cái vùng hỗ trợ thì đấy là thị trường của chúng ta còn cơ hội, còn có thể nắm giữ cổ phiếu tiếp, hoặc là khi nó bị đánh mất những cái chỉ số đó thì chúng ta sẽ có những cái phương án đó đúng và sai. Cái ranh giới đúng và sai ở trong thị trường chứng khoán nó rất là gần nhau, nhưng cái câu chuyện là chúng ta xử lý cái đúng như nào, cái sai như nào thì đấy là những cái vấn đề mà chúng ta Hùng Lê đã nói rất nhiều trong các bản tin rồi. Ok, thì đấy là một vừa mới view lại một vài các cái điểm nhấn về thị trường trong tuần vừa qua và trong tuần vừa rồi thì đáo hạn hợp đồng phái sinh, chính vì vậy nên là cái tâm lý đầu tư cũng như cái tâm lý do dự của thị trường thì nó cũng đã được thể hiện ở trong những cái mặt về điểm số, và cùng với đó là cái khối lượng đi vào thị trường. Đó thì tí nữa Hùng sẽ đi phân tích chi tiết hơn cái xu hướng của VN Index trong tuần tới, cũng như bộ ba các cái bộ chỉ số rất là quan trọng đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu đánh giá lại một số cái nhóm ngành. Thì đối với VIX nó không có gì cả, trong giai đoạn hiện tại thì VIX cũng là một cái mã cổ phiếu giữ nhịp thôi, và cái vùng hỗ trợ của VIX ở đây là vùng 90 và vùng kháng cự là vùng 98, không có gì thay đổi cả, không có nhiều câu chuyện để nói. Vinhome, đối với Vinhome là một cái mã cổ phiếu mà trong cái thời điểm hiện tại thì đang có khá nhiều những cái câu chuyện về mã cổ phiếu này, đó là có thể là mã cổ về gọi là cái gì nhỉ, về game, nói nôm na là câu chuyện về game. Nhưng về nhìn ở trên một cái góc độ về xu hướng của Vinhome thì Hùng Lê đánh giá là khá là ok. Chúng ta đã phân tích Vinhome từ vùng 55, sau đó đây chính là những cái nhịp, những cái hình vẽ này đó chính là những cái lịch sử mà chúng ta nói đến Vinhome. Và trong cái thời điểm hiện tại chúng ta dò tìm cái vùng hỗ trợ của Vinhome vùng 74.5 để chúng ta phân tích từ Vinhome 74.5 lên vùng 79 đến vùng 80. Và sau khi mà Vinhome lên được cái vùng này thì Vinhome có những cái phiên test cung trở lại vùng 79 ở đây rất là đẹp. Và Hùng Lê đánh giá rằng là xu hướng cao là Vinhome sẽ là một cái mã cổ phiếu sẽ tăng giá và giữ nhịp cho thị trường trong tuần mới. Sau những cái phiên đánh tăng mạnh mà Vinhome đang có những cái điểm trả cung lại vùng 80 với cạn vol, và với những cái câu chuyện hiện tại của Vinhome thì Vinhome sẽ là một cái mã cổ phiếu màu mè nhất của nhóm họ cổ phiếu VIX trong cái nhịp đánh này, và dự kiến là sẽ đánh lên được khoảng vùng 90 và mạnh hơn sẽ là vùng 100. Thì vùng 100 trên này thì chúng ta nói sau, và chúng ta sẽ nói từng cái vùng một, chúng ta không có phân tích những cái nó hão huyền. VRE, bản thân VRE trong cái thời điểm vừa qua thì Hùng Lê đánh giá đã rất nhiều những cái đánh giá về cổ phiếu này, đó là cái thanh khoản của cổ phiếu này nó khá là thấp, chính vì vậy nên là những cái lực đi của VRE gần như nó không bền, và nó chỉ mang những cái tính chất hồi phục, và hồi phục đó thì Hùng đã tìm cho các anh chị một cái điểm hỗ trợ dưới nó đâu đó khoảng vùng 25 và điểm kháng cự trên đâu đó khoảng vùng 27.5 đến vùng 28. Thì thường là khi những cái điểm hồi phục ngắn này thì nó chỉ đi ở trong một cái biên hẹp, và nó đi ở trong cái biên hẹp này đến khi mà cổ phiếu nó có những cái vượt thoát, nó có những cái dấu hiệu về dòng tiền đó, ví dụ như là nó đi ở trong biên này xong và tuần tới nó xuất hiện một cái dòng tiền đột biến để nó kéo vượt thoát biên, thì lúc đó chúng ta sẽ cập nhật những cái target tiếp theo của VRE. Còn với thời điểm hiện tại, với những tín hiệu dòng tiền hiện tại thì chúng ta chưa có thể đánh giá được cái nhịp này VRE sẽ đánh mạnh lên, và đang ở trong hình thành ở trong một cái biên tích lũy, và sau một cái biên tích lũy thì cổ phiếu nó sẽ có những cái xu hướng và sẽ giúp cho Hùng Lê nhận diện ra là cổ phiếu đánh tiếp hay không đánh tiếp hay là như thế nào.
Đó, thì để nhận diện những cái xu hướng đó thì trên bản tin phân tích tuần và trên cái cập nhật Zalo hàng ngày nó rất là quan trọng các anh chị, những cái tín hiệu đó nó rất quan trọng và giúp cho chúng ta hàng ngày có thể có được những cái phân tích định lượng để có được cái chiến lược giao dịch rất là phù hợp. Sabico SAB, bản thân Sabico thì các anh chị nhớ lại cái câu chuyện Mùng Lê phân tích ở tuần trước, đó là vùng 215 đến vùng 220, đó là cái vùng Mùng Lê dự kiến là cổ phiếu sẽ đạt đỉnh và sẽ có những cái gọi là trả cung lại và đang chờ khuyến nghị anh em trong team rồi. Nếu như mà chúng ta có được cái vùng 185 thì chúng ta lại làm mỗi anh chị 50 cổ phiếu để ủng hộ anh Thái. Cái thời điểm mà ở dưới này, đúng không ạ, là Hùng Lê đã khuyến nghị mua cổ phiếu của anh Thái, bởi vì là đơn giản là chúng ta nhìn thấy những cái tín hiệu nó tốt, và cái hai nữa là cái thanh khoản của con này nó cũng không được happy lắm, nên là chỉ mua 50 cổ thôi, chúng ta vui văn nghệ một tí. Thì Sabico Hùng đang mong là thôi ông chỉnh thì ông chỉnh nốt đi hộ tôi gái, đúng không ạ, chúng ta đừng có lằng ngoằng dây điện, ông đi một mạch về đây đi và xong đó ông tích lũy nền ở đây, tích lũy nền xong ông kéo trở lại. Với những cái động thái hiện tại của Sabico thì chắc chắn là sẽ chưa hết game. Đó, nhịp này nó chưa hết game đâu các anh chị, còn đánh nữa. Đó, yên tâm là như vậy. Thì chúng ta dò tìm cái vùng mục tiêu để chúng ta lại mua lại 50 cổ nữa. Thôi, nhẹ nhàng như vậy đối với Sabico. Vinamilk, Vinamilk là một cái mã cổ phiếu mà rất là quen thuộc rồi, và chúng ta phân tích Vinamilk đâu đó từ vùng 85 ở đây và đi lên tận tít vùng 120 rồi. Đó. Bản thân Vinamilk trong thời điểm hiện tại là Hùng Lê đang đây, Hùng vẽ một cái cột vôn như này thôi để mô phỏng là sẽ có một phiên nào đó, kỳ vọng một phiên nào đó nó nổ như này. Ở vùng hỗ trợ của Vinamilk trong nhịp này đó là chúng ta đã tìm vùng 112 đến vùng 114 trong cái nhịp mà chúng ta phân tích Vinamilk về vùng 120 đó, và đổ lại đây Vinamilk sẽ tiếp tục công lại từ cái vùng đây 114 ở đây, đúng không, từ vùng đây 112 sẽ công lại về vùng 120, và cái điểm công này thì phải chờ tiếp tín hiệu để xem là Vinamilk có thể vượt thoát vùng 120 hay không. Nhưng với những cái tín hiệu mà Hùng Lê kỳ vọng, nó có một cái giác quan gì đó, nó có một cái gì đấy nó phiêu, phiêu thì nó khả năng là đến cuối một cái con đường, tức là nó sẽ đánh ngang đánh ngửa đây, có thể về 120 nó sẽ chỉnh lại một tí nữa đó, và cuối cái con đường này thì Vinamilk sẽ đánh vượt thoát và Vinamilk cũng sẽ có một cái nhịp sóng, khả năng là sẽ có một cái nhịp sóng tăng tương đối tiếp theo của Vinamilk. Thì cái này các anh chị cần phải chờ, và Hùng Lê cũng sẽ chờ những cái tín hiệu kỹ thuật, nhưng trước mắt là chúng ta sẽ quan sát ở vùng 120, ok đúng không ạ. Đó, cái mạch nước của chúng ta nó chảy từ tuần này qua tuần khác, nó là câu chuyện như vậy, nó là câu chuyện như vậy. Thì các anh chị, một số anh chị mới vào xem kênh thì các chị chưa hiểu được, nhưng mà những anh chị mà đồng hành với Hùng Lê ngay từ những cái thời gian đầu tiên thì bây giờ các anh chị đã quá hiểu cái cách Hùng Lê phân tích định lượng về thị trường rồi. Đó, ở VDC bản thân ngày hôm qua, ngày hôm qua thì kéo một cái phiên lên thế này, và ngày hôm nay thì nó trả lại cung thôi. Ngày hôm nay nó giảm mất 3 điểm thì về lý thuyết là nó hoàn toàn bình thường, bởi vì trong cái thời điểm hiện tại VDC các anh chị có thể nhìn thấy đây, Hùng cũng đã có những cái đánh giá rồi, đó là nó đang bám biên ở quanh vùng 107, vùng 108, và ngành hàng không thì thực sự khó khăn. Thành ngành hàng không thực sự khó khăn, các anh chị biết được là những cái chi phí nó cực kỳ là khủng, mà thuê tàu sân bay và cái lương mà trả cho đội ngũ phi công các thứ nó rất là khủng hoảng luôn đó, và cái lượng máy bay rất là lớn nằm đắp chiếu tại các sân bay, không có thể khai thác được các cái chuyến bay thương mại, thì đấy là một cái câu chuyện cực kỳ khủng hoảng của ngành hàng không, và cái câu chuyện này nó vẫn sẽ còn tiếp diễn đó. Và bản thân là Vietjet, đúng không ạ, Vietjet đã có một quá trình tăng rất là dài ở đây, và bây giờ nó đang đi vào bên kia con dốc, tức là bên kia thoái trào, tức là đi vào một cái xu hướng đao chen dài. Nó sẽ đao chen tiếp cùng với những cái tính cơ bản của cổ phiếu, nên là những cái nhịp này chúng ta sẽ không tham gia. Đó, chúng ta phân tích. Đó, các anh chị lưu ý là chúng ta phân tích nhưng chúng ta không tham gia. Những mã cổ phiếu nào tham gia được thì Hùng Lê nhấn rất là mạnh. HVN cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Nó không thể có cái động lực tăng giá khi mà dòng tiền vẫn tiếp tục đi ngang ở một cái góc độ rất là hẹp. Cổ phiếu này tiếp tục bám biên ở quanh vùng 26, không có nhiều động lực để chúng ta có được tăng giá. ACV cũng như vậy. Đó, ACV sau một nhịp bùng phân tích lên đây thì 70 là bây giờ là coi chìm chết luôn. Và bây giờ với cái xu hướng hiện tại như thế này thì ACV gần như cũng không có những cái cơ hội nữa rồi. NCT
NCT là khai thác thì cái con này thì đang hình như nó vừa mới chia cổ tức, đang là vừa chia cổ tức các anh chị, bởi vì là nhìn cái hình vẽ này là biết chia cổ tức rồi này. Các anh chị kiểm tra lại giúp Hùng Lê, nhưng mà đâu đó là trong cái nhịp trước chia cổ tức là 70 thì sau chia cổ tức khả năng cái này là 65. Hùng thì nhìn như vậy thôi, đúng hay sai thì các anh chị có thể xem lại Hùng. Đó thì cái này nó phải di chuyển lại, tức là nó trả khoảng tầm 5.000 một cổ phiếu ạ. Tức trong cái mục tiêu mà chúng ta phân tích là về vùng 70, nhưng mà vì nó chia nó tụt mất 5.000 rồi thì chúng ta phải kéo cái này xuống, tức là đâu đó khoảng vùng 65. Thì với những cái động thái hiện tại thì khả năng cổ phiếu này cũng có thể kéo được về vùng 65, nhưng mà xu thế rất là yếu, anh chị lưu ý. BVH là một trong những một cái mã cổ phiếu liên quan đến bảo hiểm. Nó cũng là một cái mã cổ phiếu khá là già cỗi, bởi vì cái mức độ cạnh tranh của BVH ở thời điểm hiện tại nó là rất lớn, đúng không ạ? Các anh chị, những anh chị nào mà đang làm trong nghề bảo hiểm thì các anh chị biết rồi. Về bản thân thì BVH sau một cái quá trình suy giảm dài thì BVH sẽ cần thời gian để ổn định tích lũy đi ngang. Thời gian ổn định tích lũy đi ngang ở quanh vùng 50 đó, vùng 44 đến vùng 50 ở đây. Và sau cái vùng tích lũy này thì Hùng Lê cần thêm những cái tín hiệu kỹ thuật khác. Đó, có thể là chạm về vùng 50 thì cổ phiếu nó sẽ đạp trả lại. Đó, hoặc là có thể kéo vượt thoát vùng 50 thì cái điểm điểm tì bật của cổ phiếu ở vùng 50 này chúng ta sẽ có thêm những cái câu chuyện. Và cái thêm nữa là để có được những câu chuyện đó thì chúng ta cần phải xem cái yếu tố cơ bản của BVH. Đó, chúng ta phải xem yếu tố cơ bản. Cổ phiếu muốn đi được thì nó phải có yếu tố cơ bản đã. Yếu tố cơ bản xong rồi thì chúng ta sẽ xem các cái yếu tố tạo lập của cổ phiếu. Đó, rất là logic trong cái quá trình mà chúng ta đi phân tích. Mansan ở trong cái thời điểm hiện tại là hơi xấu. Không phải xấu mà nó yếu. Bởi vì là trong một cái thời gian nó đi ngang ở vùng 55 đến vùng 56, và hiện tại thì chưa có những cái dòng tiền lớn để đánh lại cổ phiếu này. Và với xu hướng hiện tại dòng tiền tiếp tục đi ngang thì cho thấy rằng là Masan có thể sẽ tiếp tục cái xu hướng đi ngang, và chúng ta sẽ quan sát thêm. Một cái mã cổ phiếu nằm trong nhóm ngành Masan thì Hùng Lê phân tích luôn. Ui, MHC là con nào mà tăng gớm thế này? MCH. Một cái mã cổ phiếu MCH thì cái mã này cái thanh khoản nó hơi thấp. Thanh khoản nó hơi thấp, nhưng mà trong cái tạo lập của MCH thì MCH cũng đã có một cái nhịp tăng ở bên này. Đó, Hùng Lê cũng đã có giới thiệu với anh chị rồi. Và thời điểm hiện tại thì Hùng Lê cũng đang nhìn thấy có những cái dấu hiệu mà khả năng là ông này ông sẽ đánh. Đó, khả năng ông này sẽ đánh, và cái vùng mà chúng ta phân tích, Hùng Lê nhắc lại đó là vùng 69. Đó là vùng khuyến nghị mua. Mua từ vùng 69, và bây giờ thì cái đích đến tiếp theo có thể vùng 74 đến vùng 75, và hiện tại thì đang có một cái giai đoạn đi ngang siết chặt ở quanh cái vùng giá 72. Đó thì khả năng là cổ phiếu này cũng sẽ có thu. Đấy, nhìn nó sẽ có thu đấy. MWG chưa có nhiều động lực, vẫn vậy thôi. PNG. PNG cũng tương tự, nó gần khá giống với cái mã cổ phiếu BVH, nó cũng là một cái blue chip cơ bản tốt. Tuy nhiên là sau một cái thời điểm mà nó rơi mạnh thì nó cần phải ổn định lại đội hình. Đó, nó cần ổn định lại đội hình, và trong cái thời điểm hiện tại đây là những cái thời điểm mà cổ phiếu này đang ổn định lại và có những cái biên đánh ngắn thôi, chứ còn lại thì PNG chưa chưa có. Và sau một cái thời gian những cái biên đánh ngắn này thì chúng ta sẽ có một cái phân tích ở bên này, bên bên kia con dốc. Đó, Hùng Lê rất thích những cái cổ phiếu bên kia con dốc. Ví dụ như cổ phiếu Cotecom, tí nữa ông sẽ nói về câu chuyện bên kia con dốc. Bình Minh cũng chia cổ tức này. Bình Minh chia cổ tức nên là một số các cái thông số kỹ thuật là khả năng là cũng cũng phải điều chỉnh lại. Ngày hôm nay là ngày giao dịch không hưởng quyền chia cổ tức. Bình Minh thì trong một cái sóng mà chúng ta phân tích lên ở đây, và hiện tại là cái vùng 55 thì đã đạt được rồi, và cái vùng 52 là cái vùng hỗ trợ. 2 tuần 3 tuần vừa qua thì Bình Minh đánh ở trong cái biên 52 đến 55 và chưa vượt thoát được cái biên 55, thì bây giờ câu chuyện là Bình Minh sẽ phải có những cái phiên đánh khoảng tầm từ 400.000 đến 500.000 cổ phiếu để vượt thoát được cái vùng 55. Và bản thân Bình Minh thì Hùng Lê cũng đánh giá rằng là cổ phiếu này cũng đã đi sang bên kia con dốc, có nghĩa là gì? Đó, có nghĩa là nó đã thoát được cái downtrend dài và bắt đầu đi vào một cái uptrend.
một cái uptrend mới, và một cái uptrend đó thì trong cái quá trình mà cổ phiếu mà đi một cái uptrend ấy, các anh chị lưu ý là chúng ta sẽ có những cái điểm đi nó rất là chậm rãi, và chính những cái điểm đi chậm rãi vừa đi vừa tích lũy đó, vừa tích lũy và vừa đẩy qua để kháng cự. Đây nó có kháng cự 55 ở đây. Chính vì vậy nên là nó ẩm ương ở vùng này, và chúng ta sẽ cần chờ thêm những cái tín hiệu của bình minh, và khả năng thì nó xu hướng vẫn đi ngang tích lũy ổn định ở quanh cái nền này, và sau một cái thời gian ổn định ở đây thì chúng ta sẽ có thêm những cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta nói tiếp về mã cổ phiếu này. Đó, cổ phiếu Nhựa Tiền Phong thì cái target mà chúng ta phân tích, các anh chị có thể lật lại những bản tin cũ, đó là vùng 35 và vùng Lê, cho rằng là từ đây thì cổ phiếu nó cần phải tích lũy lại ở nền 30 đến nền 30.5. Thì trên thực tế là đây đã có trong tuần vừa qua, đây có những điểm về vùng 30 thì chúng ta hoàn toàn chúng ta cũng có thể bắt đầu thăm dò vị thế. Các anh chị lưu ý là như vậy đó. Và những cái phân tích cùng đó là những cái phân tích đi trước thời gian, và chúng ta lưu ý là chúng ta nên ghi lại để chúng ta dựa vào những cái phân tích đó, thay vì chúng ta đua ở trên này, đúng không ạ? Chúng ta đua lệnh ở trên này thì chúng ta mua ở dưới này chúng ta đã được lợi rất nhiều về giá rồi đó, ví dụ như vậy. Còn có thể là cái điểm mua ở 30 nó cũng sẽ thất bại, đó là câu chuyện rất bình thường trong đầu tư, nhưng so với những điểm mua ở vùng 34 thì điểm mua ở vùng 30 chúng ta đã tốt hơn rồi đó, tốt hơn hẳn rồi đó. DAH à hay DAG nhỉ, có một cổ phiếu ngành nhựa DAG sao, DAG đúng rồi DAG đó, thì DAG cũng là một mã cổ phiếu ngành nhựa mà trong bản tin video tuần trước thì Hùng Lê cũng đã có những phân tích rồi đó, và ở thời điểm hiện tại cũng đang nhìn thấy có những điểm mà DAG nó đang khá là ok, vùng 6. Các anh chị nhìn thấy đây, một tuần mà gần như là cổ phiếu này cũng chỉ có một phiên là về được 6 thôi, còn lại là vẫn đang giữ đà giữ nhịp ở trên vùng 6. Thì đối với DAG là trong cái mục tiêu mà chúng ta phân tích để chúng ta có thể mua, đó là dự kiến là nó đạp về đẹp nhất là ở đâu đó ở vùng dưới này, nhưng mà chưa chắc đã về được. Thì để nó không bị nhỡ vị thế thì cái cách mà Hùng Lê đã giới thiệu với các anh chị rồi, để chúng ta không bị nhỡ vị thế là chúng ta sẽ mua vùng 6, ví dụ vùng 6 chúng ta chấp nhận chúng ta mua ba giải ngân 30%. Đó, có thể là sau khi cổ phiếu này về thì ok, nếu cổ phiếu tăng tốt thì không sao, nếu cổ phiếu giảm về ở cái vùng dưới này thì chúng ta sẽ cân thêm khoảng 30% nữa, tức là khoảng 60% số chúng ta định mua. Và sau đó chúng ta nắm để chúng ta xem cái kênh xu hướng, và cái hiện tại cái mã cổ phiếu DAH là Hùng Lê đánh giá khá là tốt. Cái thị trường tí Hùng ghi lại cổ phiếu này để Hùng phân tích lên trên Zoom NO2 cho mọi người. DAG. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục. G hôm vừa rồi đánh tưng bừng đấy. Đấy, các anh chị thấy chưa? G, cái vùng kháng cự của G vùng 33 đó, thay vì mua ở vùng 33 tại sao? À xin lỗi cả nhà. Về đến vùng 33 chúng ta bán, tại sao chúng ta lại phải mua, đúng không ạ? Đó, nhưng anh chị mua ở đây là vô hình dung là lỗ này. Đó. Và cái vùng mua ở đây, các anh chị xem lại vùng 30 đến vùng 31.5. Ok, về đến vùng 33 cổ phiếu sẽ có xu hướng chỉnh kỹ thuật lại, và đâu đó chỉnh đẹp có thể về vùng 32. Đó, về vùng 32 thì chúng ta lại quan sát thêm, nếu mà không gãy mà có những cái tín hiệu dòng tiền quay trở lại thì chúng ta lại mua lại. Đó, chúng ta cái điểm hỗ trợ nó rất là quan trọng như vậy. Và trong cái nhịp này thì G sẽ đánh. Tại sao lại đánh? Bởi vì là G đã gần như đã tạo xong cái hình thành xong cái nền ở đây rồi. Đó, những cái nền này xong có nghĩa là bên kia con dốc rồi, và chúng ta bên kia con dốc thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm về câu chuyện là chúng ta canh để chúng ta mua. Và đối với G thì những tài khoản nào mà chốt ở vùng 33 rồi ấy, chúng ta canh lại đây để chúng ta có thể tham gia lại cái phần chúng ta đã bán, hoặc là chúng ta nếu bán hết thì chúng ta có thể mua lại toàn bộ. G sẽ đánh. Chúng ta phân tích mã cổ phiếu về nhóm ngành công nghệ FPT. FPT như thế nào ạ? Đối với FPT, chúng ta có một cái điểm mua ở vùng 46, khuyến nghị đánh T+3. Và sẽ hồi phục về khoảng vùng 49 đến vùng 50 ở đây. Và theo như Hùng Lê dự báo thì về đến cái vùng này thì khả năng là xu hướng sẽ chỉnh giảm trở lại. Và cái chỉnh giảm đầu tiên là đó, nó lại đập lại vùng 46 để nó kiểm tra lại xem vùng này nó có gãy không. Đó, thì thay vì câu chuyện là chúng ta mua ở trên này, chúng ta phải mua ở dưới này anh chị nhá. Và về đây chúng ta canh để chúng ta chốt. Ok, tiếp theo DGW. DGW target chúng ta đang xây dựng ở vùng 45, và các anh chị lưu ý một cái vùng hỗ trợ 40. Thì một số anh chị có hỏi Hùng là bây giờ cổ phiếu này có mua được hay không. Thì bây giờ như thế này, thì câu chuyện mua được hay không á, thì chúng ta cứ có tiền là chúng ta mua được, nhưng vấn đề là mua để có lãi hay không. Thì chúng ta canh chờ ở những cái điểm ở quanh vùng
40.5 ấy. Đó, chúng ta có thể bắt đáy lại ở vùng này. Và cái xu hướng của DGVK thì Hùng Lê dự báo là còn đánh một nhịp nữa lên vùng 50, từ vùng 40 lên vùng 50. Đó, thì như vậy là 10 trên 40 đâu đó khoảng tầm 25%, đúng không anh chị? Nhưng mà chúng ta không kỳ vọng lớn đến như vậy đâu. Chúng ta cứ quan điểm bây giờ của Hùng Lê là 8, 15. Đó, hai con số đó. Còn vượt 15 thì các anh chị muốn nắm thì chúng ta nắm một ít thôi, còn lại cứ được 8% thì chúng ta ra ít hàng, lên được 15% thì chúng ta ra ít nữa. Hoặc là chúng ta 100% chúng ta chia ra 30%, đúng không? Đạt được lợi nhuận 8% chúng ta ra 30% hàng. Đạt lợi nhuận 15% chúng ta ra 10% hàng là 60%, còn 40% còn lại nắm. Nắm đến lúc nào mà chúng ta thấy đủ là đủ thì chúng ta ra. Đó. Tiếp theo một mã cổ phiếu về nhóm ngành này, đó là mã cổ phiếu CMG. Đó, các anh chị nhìn thấy nhá. Mã cổ phiếu CMG là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê nói rồi, tạo lập của nó cực kỳ ok và nhịp đánh thứ nhất đã đánh lên đây 32. Và chính cái điểm 32 này chính là cái điểm mà Hùng Lê đã có những cái phân tích cho các anh chị rồi, đó là điểm kháng cự ngắn của cổ phiếu. Thường khi chạm về đây đập dội luôn và sau đó thì chúng ta có một cái vùng hỗ trợ 28.5 đến vùng 29.5, ok chưa? Rất ok, về vùng hỗ trợ chúng ta mua đi. Đó, chúng ta cái canh chúng ta mua dần đi. Và trong phiên này lại lên 30 rồi. Và với xu hướng dòng tiền hiện tại, dòng tiền đang ngóc đầu lên này các anh chị này, giống như con rắn ấy, nó đang bò ngang xong nó ngóc đầu lên này đó, thì lại về vùng 32. Và cái mục tiêu của Hùng Lê đối với mã cổ phiếu CMG nó lớn hơn cái câu chuyện 32, đó là cái mô hình hình quạt á. Cái hình quạt là cái hình như nào các anh chị? Đây này, hình quạt nhá, Hùng vẽ một cái quạt đấy đó, mô hình quạt là phải về đến vùng 40. Nhưng mà về đến vùng 40 hay không thì ông nói phép, đúng không ạ? Ông phải từ từ, đúng không? Ông Hùng nói phép từ vùng này về vùng 40 mẹ ngon quá. Đó, thì cái hình quạt là cái hình đây, cái mẫu hình quạt đây các anh chị. Đó, đây là mẫu hình quạt, mẫu hình này cũng là một mẫu hình rất hay. Đó, nhưng mà trước mắt thì nó giống như con CCL. Hả? Đó, con CCL hôm nay bị chốt rồi. Gì mà chốt sớm thế ta? Đó, cái mẫu hình quạt đấy các anh chị này lên này. Đó, nó đạp xuống này và sau đó từ cái vùng hỗ trợ đây. Thực ra CCL mà từ vùng 6.5 mà lên đến vùng 8 chấm mấy này là cũng tương đối được. Mục tiêu là về vùng 9 nhưng mà khả năng là thứ hai chúng ta xem xét lại ở vùng này. Có thể nó sẽ trả cung lại vùng 8, nhưng phiên này như thế này là hơi xấu đối với CCL. Đó thì Hùng nói cái mô hình thôi. CMG, đó, một cái mã cổ phiếu về nhóm ngành công nghệ. Và trong cái nhịp đánh này thì Hùng Lê đang kỳ vọng rằng sẽ có những cái sóng. Và sau những cái điểm mà tạo nền ở đây, đó, những cái điểm tạo nền đây, và chúng ta sẽ có một cái điểm bứt phá ở bên này. Đó, và điểm bứt phá đó thì có thể là một tuần nữa, hai tuần nữa. Đó, chúng ta câu chuyện nó nằm ở chỗ đó. Mạch dòng thời gian nó là như vậy. Phân tích một số nhóm ngành cổ phiếu xây lắp các anh chị nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến Novaland. Novaland là một cái mã cổ phiếu nó cơ bản nó tốt đấy, hình như ở trong miền Nam nó cực kỳ tốt nhưng mà miền Bắc thì nó không được ok lắm. Đó thì khi mà chúng ta phân tích về Novaland, đó là mục tiêu của Novaland sẽ khoảng vùng 64 và đã đạt 64, thậm chí là lên đến tận vùng 66. Và thường khi về đây thì cổ phiếu nó sẽ phải chỉnh, và xu hướng kỹ thuật như này nó chỉnh rồi, nó chỉnh tương bừng luôn. Đó, nó chỉnh tương bừng thì tuần trước là dự báo ở vùng 62, nhưng vùng 62 theo như Hùng Lê thì khả năng khó có thể giữ được. Đó, với tín hiệu kỹ thuật, với đường MACD hiện đại và tín hiệu dòng tiền như thế này thì Novaland sẽ bị chốt. Đó, nó sẽ bị chốt. Chốt thì chúng ta sẽ dò lại vùng mục tiêu khoảng vùng giá 60. Vùng giá 60 anh chị, vùng giá 60 thì khả năng là mới ổn được. Còn cổ phiếu này là cổ phiếu bo cung và cổ phiếu nó hơi mang một cái tính cá nhân. Đó, và chúng ta phân tích từ vùng 52 các anh chị nhá, chứ không phải là vùng trên này. Đó, nên là một số các anh chị là chú ý, không lại bảo là anh ơi em mua ở trên cao, ngồi trên ngọn cây hóng gió mát lắm. Đây CTD. CTD là một mã cổ phiếu mà chúng ta có những cái phân tích. Đây các anh chị, đây là những cái hình mà nó chằng chà chằng chịt ra đó, nhưng mà Hùng Lê mua phỏng, đúng không ạ? Khi mà nó có những câu chuyện lình trình thì Hùng Lê mua phỏng cho các anh chị này, lên này, xuống này, lên này, xuống này, rồi đạp lên đạp xuống, đạp lên đạp xuống và đi lên. Đó thì câu chuyện nó là như vậy. Và Cotecom thì bây giờ là như thế nào nhỉ? Nó là một cái đơn vị, nó cũng có thể nói là đầu ngành về hàng xây lắp, và nó cũng có một cái sự chỉnh giảm từ vùng 220 rơi về vùng 60, đó, tương đối là lớn. Và đến bây giờ thì nó đang phục hồi quay trở lại. Và bản thân Cotecom thì trong những cái nhịp mà lình trình ở đây thì Hùng Lê cái điểm phân tích gần nhất là vùng 60. Các anh chị có thể lật lại lịch sử, và đấy là những cái điểm mà chúng ta sẽ mua.
Đó, rồi sau đó là cái target 80 là cái target mà để chúng ta phân định được cái ranh giới giữa cái câu chuyện là sóng dài hay sóng ngắn. Đó, Hùng Lê nói quá nhiều luôn, mà nói chi tiết luôn. Mà nói như thế này mà các anh chị không thấm, không ngấm, mà không vào đầu nữa thì thôi Hùng Lê cũng chịu. Đó, đó một số các anh chị bảo là cái gì nhỉ, cái gì không không nhớ lắm, nhưng mà đại là ý nôm na là sao nói lắm thế, bởi vì nói lắm thế mà còn không 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 ngấm nữa thì cũng cũng khó. Đó thì cô Tích Công bây giờ nó là vùng 85, đó vùng 85, và theo như Hùng Lê dự báo thì trong trong cái khả năng là cô Tích Công sẽ đánh tiếp, và hôm vừa rồi thì Hùng Lê ở vùng 81 này này đã có khuyến nghị ở trên room N01 là các anh chị chúng ta phải mua đi để tránh tránh cái việc là chúng ta bị mất vị thế. Chúng ta mua đi và phòng thêm một cái điểm mua ở vùng 75 nữa, nhưng vùng 75 thì khả năng khó lắm. Đó, với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại, như hiện tại thì cô Tích Công đã bắt đầu có xu hướng đi vào một sóng uptrend trung hạn đối với cô Tích Công. Mã cổ phiếu VCS tích lũy đi ngang thôi các anh chị, chưa có nhiều đột biến, và cái vùng kháng cự của VCS ở đâu đó khoảng vùng 68. Đất xanh DG, DG hơi xấu, dòng tiền bị bán ra khá là mạnh và cổ phiếu không có động lực tăng giá. Ngày hôm nay thì đất xanh lại chạm lại về vùng hỗ trợ 11 và chúng ta quan sát thêm thôi. Kháng cự của đất xanh ở đây trong cái nhịp mà chúng ta phân tích đầu đó là về vùng kháng cự 13. LDG thì đang có những cái câu chuyện về đất xanh muốn thoái à. Thoái thì sẽ có thêm, chắc sẽ có những cái đơn vị mua thôi, không có vấn đề gì cả. Còn đối với LDG trong ngắn hạn thì cái vùng kháng cự ở đây này, các anh chị lưu ý này, tức là cổ phiếu này đã sắp về đến vùng kháng cự vùng 7. Bản thân những cái cây nến đánh như này nó không mang cái tính gọi là cái tính như thế nào nhỉ, gọi là cái tính biểu trưng như cổ phiếu, mà đây chỉ nó mang tính nhất thời thôi. Đó nên là cái vùng kháng cự của cổ phiếu LDG vùng 7. FCN Fecom. Fecom trong thời điểm hiện tại thì cũng là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê đánh giá là sau một cái quá trình chỉnh giảm dài thì Fecom cũng đang có xu hướng, đó, có xu hướng để có thể bứt sang một cái kênh xu thế và có một cái nhịp hồi phục. Và bản thân Fecom thì chúng ta phân tích cái vùng kháng cự 11 và vượt thoát được vùng 11 thì xu hướng sẽ đánh chạm vùng 12 đến vùng 13, với điều kiện là lực cầu trong phiên nó đạt từ khoảng 2,5 triệu đến 3 triệu cổ phiếu đối với Fecom. KDH là một cái mã cổ phiếu rất là đẹp. Và Hùng Lê đã phân tích cách đây đâu đó dài dài đấy các anh chị nhé. KDH là phân tích dài đấy chứ không phải ngắn đâu. KDH 2 tháng này, 1 tháng 12 ngày và 1 ngày 12 ngày trước hình như là có lít lại đánh khúc 1 và khúc 2. Vùng 22.5 đến vùng 23. Khúc 1 từ dưới này lên đến vùng 23. Khúc 2 thì đánh từ vùng 23 lên vùng 26. Và mục tiêu bây giờ KDH đang đánh chạm vùng 26. Bản thân những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại của KDH, dòng tiền đang rất là ổn áp và nó có những cái thông tin về mặt cơ bản của cổ phiếu này. Thì thông tin cơ bản của các anh chị tự tham khảo trên mạng. Phiên ngày hôm nay là một cái phiên mà KDH trả lại vùng 25 đẹp. Và chúng ta quan sát thêm những cái phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới, cổ phiếu này tích lũy ổn định ở trên vùng 25 một đến hai phiên nữa thôi, và cái xu hướng mà chạm vùng 26 của tuần tới thì nó sẽ rất là ok. Thậm chí là trong cái nhịp này thì KDH rất có thể là sẽ đánh vượt đỉnh, nhưng câu chuyện đánh vượt đỉnh thì Hùng Lê cần chờ, và cái đỉnh mà vừa đây của nó là khoảng tầm vùng 27.5. Thì cái đỉnh này thì chúng ta sẽ nói đến sau, còn trước mắt chúng ta sẽ nói đến vùng 26 đã. Cổ phiếu DIG trong thời điểm hiện tại thì cái lực cầu đánh vào mã DIG cũng tương đối là ổn. Và cái vùng mà chúng ta nói đến DIG đâu đó ở khoảng vùng 12. Sau đó thì DIG tăng lên và có những cái điểm trả cung ở vùng 13, thì bây giờ chúng ta sẽ chờ. Sau những cái điểm đánh như này thì DG thường thường nó sẽ có xu thế, và cái trả cái vùng 13 thì theo Hùng Lê khả năng là khó. Ở đâu đó nó chỉ khoảng vùng 13, nó phải trả khoảng vùng 13.13.2, chứ còn vùng 13 thì khả năng hơi có. Và nó sẽ có những cái điểm tích lũy ở cái vùng này, và sau đó thì lực cầu tiếp tục quay trở lại, thì DG sẽ tiếp tục đánh về khoảng vùng 14.5.
Ở trong cái nhịp này thì DG có xu hướng là đánh vượt đỉnh, cũng là một cái mã cổ phiếu khả năng sẽ có xu hướng đánh vượt đỉnh, nhưng mà chúng ta sẽ cần chờ thêm tín hiệu. HDC thì vẫn đang trong một cái lực cầu tích lũy đó, trong một cái lực cầu tích lũy, và cổ phiếu này đây các anh chị nhé, đây là một cái vùng mà chúng ta, đây vùng 17, trong một cái vùng tích lũy ở đây, và cái hình vòng cung này chúng ta sẽ kéo dài dài ra một tí ở đây để chúng ta nhìn rõ hơn đó. Các anh chị có thể nhìn thấy đây, đó chính là cái điểm mà chúng ta phân tích ở đâu đó ở cái vùng hỗ trợ khoảng tầm vùng 15.3 gì đó, 15.3 ở đằng dưới đó. Thì cổ phiếu này sau một cái nhịp đánh lên thì đã có khoảng vài ba tuần đi ngang ở quanh vùng này và quanh vùng 15 10 10 15.3, 15.3, và đang có xu hướng phục hồi lại ở cái vùng 17, và vượt thoát được câu chuyện là vượt thoát được cái vùng 17 thì DHG sẽ có một, à xin lỗi, HDC sẽ có một cái điểm đánh lên đâu đó khoảng vùng 2x. Và xu hướng hiện tại của cổ phiếu này thì ông Lê cũng đang nhìn thấy tương đối là đẹp. Các anh chị có thể canh ở trong phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba tuần tới có vùng 16 đâu đó thì chúng ta có thể mua. Tất nhiên là những cái điểm mua này là nó đang bị chậm hơn một tí, chậm hơn một tí. HDG thì chưa có gì các anh chị, những cái phiên đánh lên như này và sau đó thì trả cung, và những cái điểm trả cung này thì cũng đang tương đối là đẹp đó, đang tương đối là đẹp, siết chặt luôn ở khoảng vùng 20.3. Thì các anh chị có thể, anh chị nào quan tâm đến mã cổ phiếu này thì có thể canh ở quanh vùng 20.3, và lực cầu quay trở lại thì cổ phiếu này cũng sẽ có xu hướng đánh, sẽ có xu hướng đánh và sẽ chạm lại vùng kháng cự gần, đó là khoảng vùng 24. Cổ phiếu Đạt Phương DPG cũng rất nhiều các anh chị đang nắm, và chúng ta đang chờ đợi một cái gì, đó là chờ đợi một cái xu hướng thoát nền. Thì các anh chị có thể biết rằng đó là trong cái phương pháp đầu tư, gọi là đầu tư giá trị ấy, là các anh chị chọn những mã cổ phiếu tốt rồi sau đó là các anh chị mua, các anh chị nắm giữ, rồi sau đó các anh chị chờ một cái cơ hội nào đó để cổ phiếu nó thăng hoa. Nhưng mà đấy, các anh chị cũng có thể thấy rằng là cái phương pháp đó với quan điểm của Hùng Lê thì ok, có thể nó tốt với từng anh chị, nhưng với Hùng Lê thì Hùng Lê nhìn nó không ok một tí nào cả. Bởi vì là khi chúng ta mua một mã cổ phiếu mà nó cứ đi ngang đi ngửa như này đó, những cái tài khoản bên cạnh thì nó tăng, tài khoản của mình nó không tăng, các anh chị sẽ nhấp nha nhấp nhổm rồi thấy khó chịu lắm đó. Nó chỉ thích hợp với những anh chị nào mà mua xong xong đóng bảng điện rồi đóng hết tất cả tài khoản, xong đó một năm sau chúng ta mở lại để chúng ta xem, nhưng như thế nó sẽ rất là rủi ro đối với trong cái lĩnh vực đầu tư, bởi vì là nó sẽ biến động rất là lớn. Còn Đạt Phương thì hiện tại thì chúng ta cũng sẽ chưa có nhiều các cái yếu tố về đột biến. HBC thì trong thời điểm này thì cũng đang kỳ vọng HBC sẽ đánh chạm lại vùng 12. Ở những cái tín hiệu lực cầu của HBC trong phiên ngày thứ tư thì khá là ổn, và phiên ngày thứ năm thứ sáu thì nó lại đang trả lại và lực cầu thì đang bị suy yếu. Một phần cũng do ngày hôm nay thì phái sinh, trong những cái thời điểm cuối tuần thì phái sinh nó cũng khá là ẩm ương. Và cái vùng 10 này chính là cái vùng mà vùng đệm để có thể đánh giá lại cái xu hướng của HBC. Và bản thân HBC thì cũng là một trong những cái đơn vị mà về nhà thầu đó khá là ok, nhà thầu xây lắp, và HBC cũng đã có một quá trình chỉnh giảm dài, và đây đang là những cái điểm mà ông Lê dự báo rằng là cổ phiếu này cũng đang có những cái điểm bứt nền đó, bứt nền để thoát sang một cái kênh xu thế, và chúng ta cũng chờ đợi một cái kênh xu thế mới của HBC. Các cái điểm mà chúng ta phân tích, điểm kháng cự vùng 13, nhưng mà nó đạt được đến ở đây, nếu chúng ta sẽ lấy được một cái mốc trung bình đó là vùng 12.5, là cái điểm kháng cự ngắn, và trong cái nhịp này thì HBC sẽ đánh ở trong biên hẹp ở vùng 10 đến vùng 12.5 trước khi mà hình thành nên một cái xu thế mới. Cổ phiếu VGC thì nó liên quan đến câu chuyện thoái vốn, nó liên quan đến câu chuyện gách đó. Thì VGC ở đây cái vùng kháng cự là vùng 20.5 và vùng hỗ trợ của VGC ở khoảng vùng 19.7. Lực cầu như thế này thì có đi tiếp được không nhỉ? Khả năng là đi tiếp được. Đi tiếp được đâu đó khoảng về vùng 22. Nhưng mà với điều kiện là không được gãy 19.7 các anh chị nhé. Nếu gãy 19.7 thì nó hơi xấu.
Ok, nhóm ngành xây lắp chúng ta đi xong và chúng ta sẽ đi sang nhóm ngành dầu khí, gas. Ở thời điểm hiện tại thì ông Lê đánh giá rằng nhóm ngành dầu khí đang ở trong một cái giai đoạn, trong một cái biên tích lũy, và có thể 6 tháng cuối năm thì cái nhóm này cũng là cái nhóm mà là sẽ khả năng là sẽ đi vào quỹ đạo ổn định. Thì cái đó thì chúng ta cần chờ thêm tín hiệu, bởi vì dòng tiền bây giờ hiện tại của gas của nhóm ngành dầu khí thì nó chưa được thực sự là tích cực. Đối với gas ở trong thời điểm hiện tại đó, chúng ta dò tìm cái vùng hỗ trợ của gas ở đâu đó khoảng vùng giá 70 và hồi phục lên được khoảng vùng 75. Ngày hôm nay thì lại đang lửng lơ ở vùng 72, thì cơ bản là sẽ về đến đây thì nó sẽ có những cái điểm chỉnh giảm về mặt kỹ thuật thôi. Những cái điểm chỉnh giảm kỹ thuật của gas. Động lực hiện tại của gas chúng ta cần phải tính toán đến thời điểm hiện tại đó là dòng tiền. Gas hiện tại dòng tiền đang hơi hơi kém. PVS trong tuần vừa qua có một phiên phiên ngày thứ thứ năm dòng tiền đánh lên. Tuy nhiên đây chỉ dòng tiền đánh nháp thôi, chứ thực sự là nếu mà đánh mà không giữ được, gọi là không giữ được giá, các anh chị nhìn này. Đó, đánh lên thì phải giữ được giá, và cái mức cái lực lực đánh của dòng tiền nó phải thể hiện một cái sự quyết liệt. Đó, sự quyết liệt có nghĩa là bất chấp luôn, các ông vào bao nhiêu chúng vào, tức là cung vào bao nhiêu cầu cân hết bấy nhiêu, thì đấy gọi là cái lực cầu bất chấp đó. Nhưng mà cái lực cầu này thì đã bị tụt ở cuối phiên. Chính vì vậy nên là nó lại hình thành lại, nó lại lững lờ lại một tí. Còn trong cái thời điểm hiện tại đó là vùng hỗ trợ của BVS ở vùng 12 và kháng cự vùng 14, thì cũng lẽ có những cái đánh giá xu thế là gì, đó là cổ phiếu P, nói chung dòng P đang có những cái điểm tích lũy, và bản thân PVS nói riêng thì đang phải có những cái điểm mà lình xình ở đây, tức là đánh ở biên 12 đến biên 14. PVD nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy, có một cái dòng tiền vào phiên đó, phiên ngày thứ năm, nhưng mà nó cũng không giữ được cái gọi là cái động thái gọi là tốt nhất. Thì trong cái thời điểm ngắn đó là PVD cũng đang đi ở trong cái biên tích lũy ở khoảng vùng 10 đến vùng 12. 10 đến vùng 12. Chúng ta phân tích tiếp mã cổ phiếu Pelix. PLX thì trong phiên ngày hôm qua thì Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị nhặt rồi, và mục tiêu là đánh đánh T cộng 3. Mục tiêu đánh T cộng 3 đối với PLX trong phiên ngày hôm qua. Phiên ngày hôm nay thì PLX chạm vùng kháng cự ở đây, đó là chạm vùng 48, thì cổ phiếu này lại có xu hướng chỉnh giảm lại. Tuy nhiên với những cái động thái hiện tại của PLX, với những cái động thái hiện tại dòng tiền đang khá là ổn định, thì khả năng xu hướng này PLX sẽ tiếp tục đánh vượt lên vùng 50 54 55 đấy. Nhịp này khả năng được, PLX được. Và điểm mua thì đã khuyến nghị trong phiên ngày hôm qua trên room đâu đó, room NO2 hay NO1 này. Cũng không nhớ rõ nữa, tại vì là Hùng Lê cũng vận hành nhiều room lắm, nên là đây cách đây 2 ngày, phiên này nhịp nhún của thị trường canh nhặt PLX đánh T cộng 3 trong phiên ngày hôm qua, đây 2 ngày. Bộ 3 mã cổ phiếu BSR. BSR có gì không ạ? Cũng chưa có gì cả. Dòng tiền đang rất là cạn và đang có xu hướng đánh ngang ở biên hẹp. POV kép cũng như vậy, biên bám biên ở 10 cũng chưa có gì. Oi cũng suy giảm về dòng tiền, và đây là đang là những cái điểm đánh rất là ngắn ở trong cái biên đó. Hùng Lê đã phân tích rồi, từ vùng 8 đến vùng 8.5. Còn cái mã nào của Đạm Cà Mau? Đạm Cà Mau ở trong thời điểm hiện tại đó là đánh ở trong biên vùng 8.5 đến vùng 9.5 và cũng chưa có nhiều động lực. Đạm Phú Mỹ. Đạm Phú Mỹ thì đang đi ở trong biên 14 đến biên 10 mấy đây ta, 15.5. Một mã cổ phiếu mà Hùng Lê có phân tích cho các anh chị đó là mã cổ phiếu PV Bò, PVB ấy, hay gọi là PV Bò. Thì con PVB này cái lực đánh của nó cũng khá là dốc và khá là nhanh. Và trong cái mô hình của nó, đó là cái mô hình cánh quạt. Đó, mô hình cánh quạt đó là cánh quạt thứ nhất là đánh đây. Đó, sau đó nó chỉnh giảm lại sang đây, và bên này một cái cánh quạt, thì cánh quạt bên này cũng đang dự kiến là
Mã này sẽ đánh chạm vùng 19 đến khoảng vùng 20. Trong phiên ngày hôm nay thì PVB đánh khá là tốt, tuy nhiên là cái lực không giữ lại được ở cuối phiên. Với những cái động thái hiện tại thì khả năng PVB vẫn hoàn thành cái mục tiêu ở vùng 18, vùng 19 đến vùng 20 thôi. Bởi vì tính tạo lập của PVB khá là ổn, khá là tốt. Rồi ok, nhóm ngành dầu khí thì như vậy thôi. Chúng ta sẽ đi qua nhóm ngành banh. Đầu tiên sẽ là Vietcombank. Vietcombank là dòng tiền chưa thực sự mạnh và vùng kháng cự trước mắt của Vietcombank ở vùng 85 và đang đi có những cái điểm đi ngang tích lũy ở vùng 80 đến vùng 85. BIDV khuyến nghị nhặt đâu đó ở khoảng vùng 40.5 và mục tiêu thì trong nhịp này thì BID sẽ đánh chạm khoảng vùng 44 đến vùng 45 đối với BID. Ngày hôm nay ACB có một phiên đánh khá là đẹp, ACB rất là đẹp, dòng tiền vào tốt và khá là ổn định. Trong những cái phân tích định lượng mà chúng ta có nói đến ACB ở vùng hỗ trợ khoảng vùng 24, thì hôm nay là cổ phiếu này chính thức đánh chạm từ vùng 24 với dòng tiền tương đối ổn định. Và ACB thì Hùng Lê khuyến nghị lưu ý với các anh chị đó là chúng ta đánh T cộng các anh chị nhé. Chúng ta đánh T cộng tại vì sao? Bởi vì là ở phiên ngày hôm nay những anh chị nào nhặt được thì đã nhặt rồi. Đó, một số anh chị có hỏi Hùng có mua không thì chúng ta nhặt và đến khoảng vùng 26 đến vùng 26.5 thì chúng ta lại té thôi. Còn cái câu chuyện là đánh dài hay không thì Hùng Lê không có biết, nhưng mà cứ về đến đấy chúng ta bán đó. Chúng ta bán đi 50% số chúng ta mua hôm nay, ví dụ như vậy, để chúng ta chờ những cái cơ hội nó sắc nét hơn. MBB cũng không có gì cả, các anh chị dòng tiền kém và tiếp tục tích lũy đi ngang. CTG là một cái mã cổ phiếu mà trong thời gian vừa qua Hùng Lê có khuyến nghị mua, mua cùng với cả VBank. Và mục tiêu của công thương đó là trong nhịp này sẽ đánh chạm lại về đây, cái vùng kháng cự đó của nó khoảng vùng 25 đến vùng 26. Dòng tiền thì cũng đã tương đối khá rồi, nhưng mà cái độ đánh nó chưa được lì. Cái độ đánh lì có nghĩa là nó phải có những cái phiên nó neo đậu lại vùng 24 thế này cũng là tốt. Từ vùng 24 này ông phải có những cây nến như này. Đó, cây nến xanh biêng biếc và cây nến đánh thể hiện cái độ lì của bên cầu vào đó, thì lúc đó thì chúng ta mới có được những cái vùng target 26, 27, 28 ở trên này. Còn đầu tiên thì đang kỳ vọng nhịp này sẽ đánh chạm lại vùng 25.5 đến khoảng vùng 26. Tức là chúng ta quan sát cái cách ăn lệnh và cái cách đi ở trên thị trường để chúng ta đánh được cái đánh giá được cái độ lì của dòng tiền. Techcombank vùng hỗ trợ của Techcombank ở vùng 20 và đang có xu hướng đánh, thì với tín hiệu kỹ thuật hiện tại Techcombank có thể đánh chạm vùng 22 chấm hết. HDBank như nào nhỉ? HDBank lời như khuyến nghị chốt. Ở đó HDBank thì sau khi chạm vùng này chỉnh giảm lại một tí ở vùng 26, từ vùng 26 này lại hút cung lên khoảng vùng 27, vùng 28. Trong cái biên này vùng 27.5, vùng 28 đến vùng 28.5 khuyến nghị chốt đối với HDBank. Trong nhịp này thì HDBank cũng đang có những cái điểm đánh chưa thực sự là tích cực. VPBank khuyến nghị mua cùng với cả công thương. Đó là những cái điểm mà nó nằm ở đâu đây, các anh chị có thể xem lại bản tin ở tuần trước nữa. Vùng 21, vùng 20, vùng 21 ở đây. Thì chúng ta đã phân tích một cái lực hồi của HDBank lên, và sau đó thì trong tuần vừa qua thì HDBank đã có những cái điểm đánh, và những cái điểm hồi này thì trước hết là sẽ phải công lại về vùng 24. Vừa thoát được vùng 24 thì chúng ta tính toán cái câu chuyện tiếp theo, và chúng ta phải chờ, cũng hoàn toàn tương tự như vậy, chúng ta phải chờ những cái lực đánh của VBank khoảng tầm từ 10 triệu cổ phiếu, và cái dòng tiền nó phải lì lợm cơ. Dòng tiền hôm nay thì mới được có 5 triệu và giá thì cũng tương đối là tốt. Thì chúng ta sẽ nắm giữ thêm VBank để chúng ta canh chốt. Trong nhóm ngành banh chúng ta sẽ nói đến ba cái mã cổ phiếu của nhóm ngành banh nữa, đó là STB. STB vùng kháng cự vùng 12.5 đến vùng 13 ở đây anh chị, vùng 12.5. 12.5 đến vùng 13 đó là vùng kháng cự, và trong cái nhịp chỉnh giảm này thì Hùng Lê cũng đã khuyến nghị các anh chị ở khoảng vùng 10.5 ở đây, đâu 10.3 này, ở đây này, để chúng ta mua để chúng ta chém cá ở trên thớt, và mục tiêu thì chém ở khoảng vùng 12, tức là hồi về vùng 12 đến vùng 12.5 là thôi chúng ta té thôi, chúng ta té. Đó, như vậy là chúng ta đã chém được một lượng hàng ở cái vùng giá khoảng 10.3 thì chúng ta té.
Một mã cổ phiếu trong nhóm banh nữa là cổ phiếu VIB. VIB. Đó, các anh chị có thể nhìn thấy VIB chúng ta đã có một quá trình phân tích từ vùng 14 lên đến vùng đâu đó ở khoảng vùng 16.5 đến vùng 17. Từ vùng 16.5 đến vùng 17 Hùng Lê tiếp tục phân tích khúc 2 lên vùng 19. Và đến thời điểm hiện tại là cổ phiếu này đã chỉnh coi như là hoàn thành vùng 19, và sau đó thì Hùng Lê tiếp tục nâng cái target của cổ phiếu này lên vùng 20. Thì các anh chị lưu ý nhá, đó là gì? Đó là khi mà Hùng Lê nâng target á, là không phải là chúng ta khuyến nghị chúng ta mua, mà những cái điểm mua khi nào có điểm mua thì chúng ta sẽ nói đến đó là điểm mua. Đó, ví dụ như đây, khi mà chúng ta hoàn thành cái khúc 1 thì chúng ta có những cái điểm chỉnh giảm kỹ thuật ở đây ở vùng 17 để chúng ta đánh lên vùng 19, thì đây chính là những cái vùng khuyến nghị mua. Đó, chứ không phải là các anh chị cứ nhìn thấy như vậy là đến lúc là các anh chị bị nhầm lẫn cái phương pháp của chúng ta. Ví dụ VIB này. Đó, các anh chị nhìn thấy này, cách đây 2 đó, cách đây 3 tháng, 2 tháng là chúng ta có nói đến VIB, và sau đó thì liên tục đó 9 ngày, 2 tháng là 9 ngày này, sau khi hoàn thành vùng 18 này, đó. Tốt này, về ý đồ tạo lập nó có thể kéo qua vùng 19 và quan sát động thái để có thêm nhận định. Đó, ví dụ như vậy. Đó thì đấy là những cái mà phân tích theo dòng thời gian. Đó, theo dòng thời gian thì cũng nên liên tục cập nhật, và nó nằm hết trên dữ liệu của cái room hỗ trợ chuyên sâu của ông Lê, nó có hết ở đấy, đúng sai nó có hết đấy. Thì VIB xu hướng với xu hướng hiện tại thì sẽ đánh chạm vùng 20, và đang nhìn ở một cái góc độ tạo lập của ông này thì vùng 20 khả năng sẽ vượt qua. Đó, vùng 20 sẽ vượt qua. Tuy nhiên là chúng ta sẽ xem ở đây đã. Đó, vùng 20 vượt qua thì những cái tài khoản nào đang nắm thì chúng ta canh thì chúng ta chốt thôi. Còn mua hay không ấy, thì chúng ta phải chờ. Ok, chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành chứng khoán, ba mã cổ phiếu nhóm ngành chứng khoán. À, liên 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 Việt Postbank nữa, LPB. Liên Việt Postbank thì trong cái thời điểm đây chúng ta có những cái điểm hỗ trợ 8 đến 8.5, và vùng kháng cự thì vùng 9.5. Phiên ngày hôm nay là một phiên khá là tốt, thì vùng 8.5 chúng ta mua thôi. Hỗ trợ chúng ta mua, vùng 9.5 chúng ta bán, tạm thời chúng ta lướt lát ở trong cái thời điểm ngắn hạn như vậy đã. HCM chia cổ tức. HCM đang lỡ hẹn với chúng ta ở cái mốc 20, Ơn giời cậu đâu rồi, cậu đánh vượt thoát hộ em vùng 20. Thì trong cái nhóm ngành chứng khoán thì Hùng Lê dự báo trong 6 tháng cuối năm thì nhóm ngành chứng khoán cũng sẽ là một cái nhóm mà sẽ là tiêu điểm của thị trường. Chính vì vậy nên là Hùng Lê đã phân tích cái mã cổ phiếu HCM đâu đó khoảng từ vùng 12 đến vùng 14 đây này, và bắt đầu đi 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 vòng vo tam quốc ở đây. Thì bây giờ hiện tại HCM đang đi vòng vo tam quốc anh chị nhá. Cứ chạm về vùng gần 20 thì lại đạp xuống, và sau đó thì nó cũng sẽ có một cái sự vận động như vậy. Đó, cái sự vận động này thì phải chờ thôi, cũng không biết làm thế nào cả, và chờ đến khi nào mà cái sự vận động này kết thúc ở cuối bên chu kỳ. Đó thì khi đó thì chúng ta sẽ kỳ vọng một cái con sóng dài của HTM. SSI nó như là cổ phiếu SSI, đó các anh chị nhìn thấy không? Đây là cái hình xanh này, Hùng vẽ này là để Hùng kỳ vọng là một ngày đẹp trời là sẽ có một cây nến xanh nó ngồi lên trên cái đường đỏ này này, cái đường 16 này này. Đó. Thì trong tuần vừa rồi thì đây, anh Hùng đây, anh Hùng chính là anh Hùng đây, ngày hôm nay là ông ngồi chỗm chệ lên trên cái đường này này, đó. Thì kỹ thuật nó là như vậy các anh chị ạ. Đó. Thì SSI cũng là một cái mã cổ phiếu mà Hùng Lê kỳ vọng lớn, kỳ vọng rất lớn vào mã cổ phiếu SSI tương tự như HCM. Chính vì vậy nên là chúng ta phân tích từ vùng 12 này rồi đi 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 lằng tà lằng ngoằng đây vùng 16 3 lần công thành, và lần này thì khả năng là thành công rồi đấy, lần này là ngon rồi đấy. Sau cái phiên ngồi chồm trễ này chúng ta có 3 phiên và ngồi 3 phiên mà cổ phiếu này test rất đẹp, ở test cung ở vùng 16 không không gãy, xin lỗi, vùng 16.5 không gãy, thì như vậy là xu hướng sẽ tiếp theo sẽ là khoảng vùng 19. Các điểm mua các anh chị lưu ý là với Hùng Lê là Hùng Lê phân tích các cái mạch cổ phiếu qua dòng thời gian. Các anh chị mua sau thì các anh chị bất lợi về T cộng và về giá vốn. Và những cái điểm mua đó chính là điểm hỗ trợ đây các anh chị, 14.5 chúng ta mua đi ạ, những cái vùng thấp thấp ở dưới này chúng ta mua đó. Đẹp nhất là sang tuần thì cổ phiếu này đánh vượt thoát vùng 17, tức là bây giờ cái vùng 17 này này nó sẽ thành đó, những cái mã cổ phiếu đẹp vùng lên đã có những phân tích cực kỳ chi tiết, cái vùng 17 rất là quan trọng,
và ông lại phải ngồi chồm chồm chỗ một cái cây nến như này nữa thì coi như là xong đó, xong xong luôn. Ok, SHS là một cái mẫu hình mà cái tính tạo lập của cái em này cũng rất là tốt, và nó mang một cái tính chất đó là gì ạ, nó mang một cái tính chất lít dòng đó. Cái câu chuyện là dòng cổ phiếu chứng khoán nó có đi được hay không, nó phải có những ông như SSI, phải có những ông SSS đấy, các anh chị nhìn thấy không ạ, lực đánh nó ấy lắm, nó thể hiện cái sự liều lĩnh, nó thể hiện cái sự gọi là lì lợm của dòng tiền đó, nó không ngán cái gì cả, thì như thế nó mới là được. Và SSS đang chạm lại vùng 14 và đang kỳ vọng là vượt vùng 14. Có một câu chuyện dài về SSS chăng? Đó, và vùng mua ở đây này các anh chị nhỉ, mua ở đây này chứ không phải vừa lên đến đây chúng ta mới mua nhá. Đó, những cái điểm mà khi SSS đạp về vùng 11.2 đến vùng 11.5, thậm chí ở đây những cái vùng 12 ở đây, đó chính là những vùng mà chúng ta mua. Còn về đến đây là chúng ta canh để chúng ta có thể chốt đi 50%, bởi vì rất có thể là ông này ông công một lần hai lần, cũng lần thứ ba đấy, lần này lần thứ ba, nó cũng giống SSI, thì để chúng ta xem thử xem sang tuần tới thì có vượt được ông này không. Nếu vượt được 14 thì đẹp lắm, nó sẽ có một phiên đánh khoảng tầm 10 triệu cổ phiếu, và chúng ta cũng cần một cái cây nến chồm chỗ ngồi như này, nhưng không phải cây nến đỏ các anh chị, làm cây nến xanh cho nó rực rỡ đúng không ạ. Đó, ok. Một mã cổ phiếu nữa là CTS cũng đang kỳ vọng nhiều, bởi vì con này nhìn nhìn xấu xấu bẩn bẩn thế này thôi, nhưng khi nó đánh là cũng phần trăm của nó cũng khủng phết đấy các anh chị nhá. 7 và đến vùng 8 trong biên hẹp bây giờ, và chúng ta tạm thời chúng ta đưa về cái biên dưới này để chúng ta nói cho nó hợp lý hơn. Đó là vùng ở đây khoảng vùng 7.7, 7.5 gì đây các anh chị nhá. Đó, và trong cái mức độ trong cái sự hỗ trợ 7 đến vùng 7.5, 7.6 thì cổ phiếu này đang có những cái điểm đánh ngang đánh ngửa đây, và kỳ vọng là không gãy vùng này và sẽ dòng tiền đối với CTS khi mà nó đánh thì cũng tưng bừng lắm nha các anh chị. MBS cũng như vậy, khi nó đánh là thôi đấy, thôi rồi lượm ơi. Hiện tại thì cái cánh quạt thứ nhất nó đi đến đây rồi, đó, cánh quạt thứ nhất nó đi đến đây rồi, thì bây giờ cái mũi tên trả nó đi đâu đó, ok ông đi đến đây cho tôi, và tiếp theo cái cánh quạt thứ hai đó nó lại đi như này đấy. Kỳ vọng các anh chị nhé, các anh chị đừng có nhìn thấy vùng vẽ này là ôi đẹp quá mua. Bản thân MBS hiện tại là cũng đang khuyến nghị này, đây là những cái điểm mua để chúng ta dò này, dò xem là có được không, dò giống như kiểu đi mò đường á, nó ở vùng 9.7 chúng ta mò đường và chúng ta mua vị thế khoảng 30% và mò đường xong thì chúng ta chờ những cái tín hiệu kỹ thuật, ví dụ đánh vừa thoát 10 chúng ta vào tiếp 30% nữa đó, và đánh vừa thoát cái vùng ở đâu đó khoảng vùng đây này 10.5 thì chúng ta mua hết, và sau đó thì chúng ta chờ một cái cánh quạt bên này của MBS, ok chưa. Đó, xong nhóm ngành chứng khoán. Ôi cha, đã gần một tiếng rồi, sau này nói cái gì mà nói lắm thế nhỉ. HPG nhanh gọn các anh chị, không hết giờ rồi, hồi hết thì thôi, ta nói đến đâu thì ta nói đến đó vậy. Hòa Phát trong tuần vừa qua Hùng Lê đã có một cái điểm chốt chặn, điểm mua hết đó. Đâu Hòa Phát đâu, HPG một ngày đó, ngày trước đây Hòa Phát nhá, đó hôm nay chốt điểm mua cuối cùng ở vùng 28.2 đến vùng 28.3. Cầu vào là thế này là bay nóc nhà, nói cái câu bay nóc nhà nó hơi kinh nhưng mà chỉ là một câu nói vui thôi. Và chính vì Hòa Phát là một cái mã cổ phiếu mà cũng nhiều các anh chị mà chúng ta đang nắm, bản thân là cái vùng 26 này là đã mua này, và chúng ta đặt mục tiêu là đánh T+3. Tuy nhiên là về đến cái vùng 28 này thì Hùng Lê lại tiếp tục bẻ một cái câu chuyện là về vùng 27.5 mà không gãy. Đó, thì chúng ta nắm tiếp, có thể là khi chúng ta mua là mục tiêu là T+3, nhưng mà cổ phiếu về mà chúng ta nhìn thấy những cái xu hướng mà có ổn áp hơn đúng không ạ, thì chúng ta sẽ chờ. Bản thân ngày hôm nay ok, Hòa Phát có một phiên giao dịch 6 triệu cổ phiếu, chỉnh giảm nhẹ lại không gãy vùng 28.5, quá đẹp cho trận đấu này. Và kỳ vọng sang tuần tới phái sinh long trở lại, ổn định trở lại, ok chúng ta sẽ mục tiêu đầu tiên sẽ là 30, sau 30 sẽ là 32, và sau 32 sẽ là bao nhiêu thì chúng ta sẽ tính toán tiếp, ok chúng ta cứ từ từng một cái một đúng không. Sổ số HSG như thế nào ạ? Sổ số HSG hôm nay vẫn đi ngang ở trong cái biên 11.5 đến biên 12, và chúng ta sẽ chờ lúc ông sổ số này ông vượt thoát được 12, lực cầu vào khoảng tương đối mạnh ở khoảng tầm độ 15 triệu cổ phiếu.
Ở tín hiệu ngắn thì nó sẽ chưa thể tăng được, bởi vì tín hiệu MACD như này là nó sẽ còn giảm nữa, nó sẽ chưa chưa chưa, chưa thể tăng trở lại được. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ điểm qua một số các cái mã cổ phiếu cơ bản tốt, sau đó thì sẽ đi phân tích tiếp nhóm này. TCH là một cái mã cổ phiếu mà trong cái thời điểm hiện tại đó, các anh chị nhìn thấy giao dịch khủng không ạ? Rất là kinh khủng, những cái lệnh nháy của TCH không khác gì là các cái mã cổ phiếu đang giao dịch ở phố Wall. Đó, nó nháy tưng bừng luôn, thì cái vùng hỗ trợ 20 và vùng kháng cự 22x là cứ thế mà chúng ta sút. Bởi vì là trong cái thời điểm hiện tại thì chúng ta chưa thể đánh giá được, nhưng mà xu hướng là khả năng là đánh đấy, nhịp này mà đánh tưng bừng thì TCH khá là đẹp. Nhưng mà vùng nhá, các anh chị lưu ý vùng 22 lơ lửng chúng ta đừng mua. Ông này ông ấy đạp thế này thôi, nhưng mà một trong một nhịp là ông đạp sàn phát xong ông kéo lên, nên là vùng của TCH là vùng 20 chúng ta mua. Rồi, ok. FLT cũng là một cái mã cổ phiếu về ngành bán lẻ, và chúng ta dò tìm lại cái vùng giá mục tiêu để chúng ta mua, đó là khoảng vùng 23.5. Trong ngắn hạn như vậy là dòng tiền vào lại FLT tương đối là ổn định rồi, thì mục tiêu đó là ở cái vùng kháng cự của FLT ở khoảng vùng 20 đây các anh chị, thì sẽ đi về lại đây thôi, trước mắt là như vậy đã. Về lại khoảng vùng 27 đến vùng 28. Vượt thoát được cái vùng 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 27 đến vùng 28 á, thì lúc đó chúng ta sẽ nói tiếp với câu chuyện tiếp theo bên này. Đó, còn mục tiêu ngắn là những tài khoản nào mà đang giữ thì chúng ta sẽ canh ở đây để chúng ta chốt. Mã cổ phiếu PTB. PTB là vừa chia cổ tức xong, chính vì vậy nên là những cái điểm mà chúng ta phân tích ở vùng 50 thì bây giờ chúng ta sẽ đưa về vùng 48. Trong phiên ngày hôm nay thì PTB có một cái điểm gọi là lực cầu nó chưa thực sự là ổn định sau khi chia cổ tức. Mục tiêu của PTB thì nó cũng không có gì thay đổi, đầu tiên sẽ về lại vùng 55, và sau khi vượt thoát được vùng 55 thì chúng ta sẽ có ở vùng 60, và điều quan trọng nhất đối với PTB thời điểm hiện tại đó là cầu. Chúng ta phải xuất hiện những cái phiên khoảng từ 500 đến 500 đến khoảng tầm 600.000 cổ phiếu được khớp lệnh trong phiên, thì như vậy là đấy là cái tín hiệu để giúp cho PTB ổn định trở lại. Xu hướng thì PTB vẫn sẽ tiếp tục đánh thôi, sẽ tiếp tục đánh sau những cái thời gian ổn định tích lũy, bởi vì là cái mã PTB này nó đi hơi chậm, nó không đi dốc đâu các anh chị nhé, nó đi chậm rãi. VEA, câu chuyện của VEA là một cái mã cổ phiếu nó cũng tương đối là ổn định, và ông Lê cũng đã có những cái phân tích từ rất là dài rồi. Mục tiêu của VEA phải công thủng được cái vùng 46, đây là cái nhịp mà đánh trượt các anh chị này. Đó, thì nhịp này sẽ tiếp tục công lại vùng 46 và vượt cái vùng 46, tức là cần cây nến này là cây nến vượt, nhưng cây nến xác nhận đằng sau nó lại là cây nến hỏng. Tức là sau một cái xu thế đánh vượt thoát lên, nó phải cần có cái sự xác nhận ở đằng sau đó để chúng ta xác nhận cái xu thế đi. Đó, xu thế đi tiếp của cổ phiếu giống như SSI, nó ngồi lên xong và nó đang có 3 phiên rất đẹp đó để nó xác định. Ví dụ như ông ngồi lên xong thì ông phải 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 giữ được cái mốc ở trên này. Đó, thì chúng ta sẽ có những cái đánh giá ở đây. Còn đây là ông lên xong nhưng mà phiên sau ông xịt. Đó, xịt thì đương nhiên là bị về lại nền thôi, tức là về lại vùng hỗ trợ ở đây 41.5. Chúng ta phân tích TLG Thiên Long đó, thì Thiên Long là một cái mẫu hình nó rất là ok, và Hùng Lê rất thích cái mẫu hình gọi là bên kia con dốc. Đó, thì bên kia con dốc là như thế nào thì các anh chị xem nhiều cái clip của Hùng Lê thì dần dần là các anh chị cũng hiểu được như thế nào được gọi là bên kia con dốc. Thì Thiên Long có một cái vùng tích lũy ở đây rất đẹp, 32 đến vùng 34, và chính từ vùng 32 này thì đã khuyến nghị các anh chị tham gia. Mục tiêu là chạm vùng 40, chạm vùng 38 thì đã hoàn thành rồi các anh chị, 38 hoàn thành rồi, và đang công lại vùng 40 đó. Và tiếp theo đó là gì, câu chuyện là cổ phiếu này đang đang có những cái dấu hiệu là công cái vùng 40 ở đây và vượt thoát vùng 40, thì chúng ta sẽ tiếp tục có vùng giá mục tiêu của Thiên Long đó là ở khoảng vùng 44 đến vùng 45 đó. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta bắt nhịp được một con sóng thì chúng ta đánh rất là sướng luôn. Thêm một con nữa đó là LTG Lộc Trời. LTG cũng là một cái mã cổ phiếu tương đối là tốt, tuy nhiên nếu như chúng ta xem ở trên biểu đồ đến ngày á thì chúng ta sẽ bị nhiễu. Mà đối với mã cổ phiếu này á, các anh chị chúng ta Hùng Lê khuyến nghị các anh chị chúng ta nên đánh dài này, đánh dài. Và ở đây cái vùng hỗ trợ Hùng Lê đang tìm ra ở đây rồi, đó là vùng
vùng 19 đến vùng 20, và các anh chị có thể canh, hoàn toàn có thể canh, đó là chúng ta giải ngân dần ở cái vùng khoảng vùng 19.6, 19.5. Ở đó khoảng vùng 19.5 là cái vùng mà hoàn toàn có thể giải ngân mua lộc trời được. Đấy anh chị nhá. Đó, những mã nào mà mua được thì cũng nói là mua được. Để với một mục tiêu là đánh chạm vùng 24, các anh chị đừng có nhìn thấy nhá, từ vùng 19.5 lên vùng 24 các anh chị cứ xem lại là bao nhiêu phần trăm. Đó, ngọt lắm, ngọt nước lắm, các anh chị đừng có nhìn thấy một khúc ngắn ngắn thế này mà chê nó nhá. Đó. Đẹp đấy. Rồi. BFC. Phân bón Bình Điền rất là khó chịu các anh chị ạ, rất là khó chịu, bởi vì cái con này cũng Hùng Lê cũng kỳ vọng ở bên kia con dốc nhưng mà mãi chả thấy con dốc ở đâu. Vùng hỗ trợ của nó là vùng 11. Đó, vùng hỗ trợ vùng 11 trong biên này. Và kỳ vọng ông này ông ấy đánh vừa thoát vùng 13, nhưng mà trước mắt thì bây giờ cứ kỳ vọng ông lên 13 đã. Lên 13 là có khi lại chỉnh đấy, lại chỉnh 1-2 nhát ở đây. Đó, rồi sau đó thì khả năng là mới đi kiểu này được. Cũng dành một cái sự kỳ vọng lớn cho mã cổ phiếu BFC, bởi vì nó cũng đã có một quá trình chỉnh giảm rất là dài, và sau một cái quá trình đó thì cổ phiếu tạo lên và cổ phiếu đi lên. Ông Park cũng như vậy, ông đang đi ngang đi ngửa đây cũng rất là khó chịu, nhưng mà thôi thì phải chờ thôi. Ông đi ngang đi ngửa đây, đó, ông chạm hỗ trợ thì ông tăng lên. Đó, xong tăng lên thì khả năng là ông lại chỉnh giảm một vài nhịp ở đây, và kỳ vọng cái lực cầu quay trở lại, cái lực cầu này thì chưa thể đánh được. Đó, và khi ông đánh vượt thoát được cái nền này thì cũng là ok, ổn áp, bởi vì là như vậy là chúng ta cũng sẽ thoát lỗ. Không phải thoát lỗ mà những cái điểm này là chúng ta mua thêm được rồi. Mã cổ phiếu Hàng Xanh, chúng ta cập nhật lại HX. HX trong một nhịp phân tích ở đây, đó là nhịp phân tích từ vùng đây các anh chị, từ vùng 11.6 đến vùng 12 và chạm vùng 14. Chạm vùng 14 rồi thì cổ phiếu này sẽ chỉnh thôi. Nó là quy luật bình thường của thị trường, nó là như vậy. Quy luật của cổ phiếu nó là như vậy. Và những cái điểm chỉnh này thì Hùng Lê đang tìm thấy ở khoảng vùng 13.2. Chúng ta quan sát ở vùng 13.2, nếu như không gãy và lực cầu ổn định quay trở lại và tiếp tục đánh thì chúng ta sẽ có tiếp theo một nhịp từ khoảng 13.2 và đánh lên khoảng vùng 15 đến vùng 16. Xu hướng thì HX sẽ đánh một nhịp nữa, chứ còn đánh một nhịp đầu như này nó cũng chưa sướng lắm. Đánh cái nhịp 2 này, đó thì khả năng là sẽ có tiếp một nhịp 2, nhưng mà với điều kiện là các anh chị lưu ý nhé. Còn đánh từ vùng 12 lên vùng 14 được 2.000 à, 2 chia cho 12 cũng ngọt nước rồi, 16%. Hoàn thành nhiệm vụ các anh chị ạ, cứ 15% là hoàn thành nhiệm vụ. Mã cổ phiếu nào? TDM. Nước Thủ Đức là một cái mã cổ phiếu nó khá là cơ bản. Tất nhiên là cái tốc độ tăng trưởng về doanh thu lợi nhuận của Nước Thủ Đức thì nó không được nhiều, bởi vì nó là cái ngành hàng thiết yếu, nó phải có cái sự đột biến nào đó về sự phát triển về dân cư hoặc là về đô thị hóa. Còn cái quan điểm là ông Lê phân tích Nước Thủ Đức từ vùng giá 20.5 đến vùng 21 và mục tiêu sẽ chạm lại vùng giá 26. Thì ngày hôm nay là Nước Thủ Đức đã có một cái xu hướng thoát nền 24, thì xu hướng này sẽ chạm về vùng 26 thôi, và mạnh hơn thì có thể đánh về các vùng mạnh hơn, cao hơn, nhưng mà về đến vùng 26 thì các anh chị của chúng ta cũng sẽ canh để chúng ta chốt bớt một phần đối với LIX. LIX là một mã cổ phiếu mà chúng ta chém cá ở trên thớt lần thứ nhất ở đây. Ở phiên ngày hôm nay không quan sát được, chứ không quan sát được là cũng khuyến nghị chém cá tiếp một phát ở đây nữa. Tức là chạm về vùng 5556 thế chúng ta mua. Và trong cái nhịp trước ở đây thì đã lên được về vùng 60. Đó, từ vùng 56 về vùng 60 ở đây thì chúng ta bán đảo cái lượng hàng mà chúng ta mua đi. Và chúng ta cứ đảo đi đảo lại một vài lần như vậy, để chúng ta chờ một cái tín hiệu kỹ thuật mà ông này ông có đánh vượt được cái vùng 62 hay không thì chúng ta cần phải chờ thôi. Chúng ta xem nến tuần nào. Cũng ổn đấy, nến tuần là cũng ổn đấy, nhưng mà bây giờ khả năng là nó đang rũ đấy đó. Rũ rồi mới kéo được, chứ còn khi mà nó kéo được cái vùng qua vùng 62 này thì nó chạy cũng tương đối là tốt, lợi ích. CCL là một cái mã cổ phiếu đầu cơ. Ngày hôm nay nó tín hiệu như này nó hơi xấu.
CCL chúng ta phân tích ở vùng 7 và lên được vùng 8.4, 8.5, như vậy là cũng khá là tốt rồi. Ngày mai thứ hai, ngày thứ hai thì chúng ta xem lại. Như vậy là đây này, những cái điểm chỉnh kỹ thuật cho phép là không được gãy cái vùng 7.8, không được gãy 7.8 thì cái cơ hội mà để đánh lên, tức là theo cái mô hình cánh quạt ở đây đó là lên được vùng 9 là còn, còn nếu mà gãy 7.8 thì thôi out, out of office. HCD, chúng ta nói đến câu chuyện HCD đó, thì HCD là vùng này đang phân tích ở một cái sóng, nó ở thời điểm hiện tại là đang nhìn thấy thôi, đang nhìn thấy là xu hướng là ông này ông sẽ đánh đánh một cái kênh dài vào cái vùng hỗ trợ của nó là 3.28. Đây, đây là vùng hỗ trợ của nó. Thì trong cái phiên hôm trước là cái phiên nó bị sàn, nó một số anh chị là hơi nháo nhác bảo là sàn bây giờ như thế nào, có cắt không. Thì câu chuyện là gì, chúng ta phải xác định là hàng đầu tư và hàng đầu cơ. Các anh chị đã lên đầu cơ thì các anh chị phải xác định là cái câu chuyện trần sàn nó chỉ trong một gang tấc thôi. Đó, trần sàn nó trong gang tấc thôi. Và những anh chị mà đánh được hàng đầu cơ là phải là những anh chị mà máu me, phải coi như là phải rất là dũng cảm mới dám oánh cái hàng này. Thì khi phiên sàn thì ông Lê khuyến nghị là ok, sàn thì các anh chị chúng ta múc thêm 30% nữa. Đó, và để chúng ta canh, để chúng ta đảo. Còn xu hướng của HCD ở thời điểm hiện tại là như thế nào, là đang có xu hướng đánh vượt kênh đấy, đánh vượt kênh xong thì nó sẽ kéo xả một ít ở đây này, và sau đó thì nó đi vào một cái xu hướng dài. Thì cái xu hướng dài đó thì Hùng Lê cần thêm tín hiệu, nhưng mà lịch sử đánh của HCD nó cũng là tương đối, và đây là một mã cổ phiếu đầu cơ. PC1 là một mã cổ phiếu của ngành xây lắp điện nó, và ở trong tuần vừa rồi thì Hùng Lê có phân tích khuyến nghị đối với mã cổ phiếu này. PC1 là mã cổ phiếu rất là hay. Khi mà chúng ta hình như 3 ngày trước 18 thoát nền 18, 4 ngày trước là đã có phân tích PC1, 5 ngày trước đã có phân tích PC1. Đây, PC1 lồng tê lùng lên phân tích đúng bản tin tuần tối ngày chủ nhật là phân tích mã cổ phiếu PC1 ở vùng 17 đến vùng 18. Thì khi chúng ta nhận diện thấy là PC1 ở cái vùng 17 đến vùng 18 đây, và cái biên trung bình của nó là biên 17.5, thì ngay lập tức là đã liên tưởng đến một cái cơ hội có thể đánh được cái mã cổ phiếu PC1. Chính vì vậy là khuyến nghị chúng ta tham gia, và vượt thoát vùng 18 thì coi như là chúng ta mở cái điểm mua hết đối với PC1. Và hiện tại là khá là ổn sau cái lực như này, và phiên ngày hôm nay là một phiên test tương đối đẹp, nó test về vùng 19 và sau kéo về vùng 19.5, thì PC1 sẽ có khoảng thêm 2 phiên nữa có những cái điểm test ở đây, và không gãy vùng 19 thì mục tiêu là chạm vùng 20 đó, mục tiêu ngắn là chạm vùng 20, hình như là Hùng Lê tính 8%, nhưng mà trong nhịp này thì PC1 sẽ vượt vùng 20. Và chúng ta có thể đi một cái target nó dài hơn của PC1 ở khoảng vùng 22. Như vậy là từ vùng 18, 22 trừ 18 là bằng 4 mà chia cho 18, khoảng tầm 22%. Đó, nếu như mà về được đến vùng 22 là được 22%, thì chúng ta cứ automatic 8%, 16% và trên 16, à xin lỗi, 8, 15. Trên 15 thì chúng ta tự xử lý. Mã cổ phiếu trong nhóm ngành điện nữa là GEC. GEC thì là chúng ta phân tích và chúng ta đề cập ở bản tin tuần trước rồi. Đó, tuần trước khi mà GEC đang ở cái vùng đây, vùng 16.5 đến vùng 17, thì chúng ta nói đến câu chuyện về GEC. Đó là câu chuyện về các cái hoạt động MA của 6 tháng cuối năm. Và chính vì vậy nên chúng ta kỳ vọng một cái câu chuyện là cổ phiếu này nó sẽ đánh tương đối là mạnh. Bây giờ nó như thế này, về đến vùng 22, 21.5 đến vùng 22 là Hùng Lê đã khuyến nghị chúng ta chốt đi rồi. Đó, chúng ta có thể chốt đi 50% và chúng ta dò tìm lại vùng mục tiêu của nó ở vùng 20. Đang kỳ vọng là nó đạp một phát xuống 20 và từ vùng 20 này chúng ta gom lại để chúng ta có target tiếp theo ở khoảng vùng 24. GEC thì trong cái lịch sử đánh tạo lập của GEC đó, đây anh chị nhìn thấy đây, đó là đánh lên rất sốc và giảm cực sốc, và sau đó sẽ có những điểm hút cầu ở đây. Đấy chính là những cái điểm mà chúng ta sẽ tham gia, chúng ta bắt đáy. Đó, thì đây đang có những cái điểm đánh lên tương đối sốc rồi thì sẽ có những điểm giảm sốc ở đây. Đó, từ những điểm giảm sốc đó thì chúng ta sẽ dò tìm lại để chúng ta bắt.
chúng ta cứ chốt đi, cơ hội nó sẽ quay lại với chúng ta thôi, nó không có gì cả. Cổ phiếu nữa là NT2 đã khuyến nghị lên tàu rồi các anh chị nhé. Ở NT2 trong nhịp này cũng đánh tương đối là ổn định và tương đối là đẹp đó, và chấp nhận những cái vùng giá mua cao đó, vùng 21. Ở đây NT2 cũng phân tích tốn khá nhiều là bút mực cách đây 4 ngày, mỗi ngày là bắt đầu mua thăm dò rồi đây này. Thì NT2 đó là câu chuyện là nó đánh vượt thoát cái vùng hỗ trợ, cái vùng vùng đệm ở đây nó là vùng 21, thì như thế là xu hướng là NT2 sẽ target. Thì bây giờ từ từ chúng ta phân tích, bởi vì là bây giờ chúng ta mới có tham gia được 4 ngày thì chúng ta nói gì đến câu chuyện target ở đây. Nhưng mục tiêu là có thể trong nhịp này NT2 sẽ đánh chạm vùng 25, vùng 25 đấy, khoảng vùng 24 25 chắc ở đây rồi. Ok, còn mạnh hơn thì chúng ta sẽ chờ tiếp các cái phân tích định lượng tiếp theo. Một cái mã cổ phiếu trong cái nhóm ngành điện nữa là GEG. GEG thì các anh chị lưu ý là mã cổ phiếu này là mã cổ phiếu mà nôm na là các ông quen biết với nhau, mua bán với nhau. Nên là cái câu chuyện là sẽ ở đây này, nhiều nhà đầu tư đã bị chết cái phiên này này. Bản thân là chúng ta đã tìm cái vùng hỗ trợ ở vùng 20 đến vùng 20.5 rồi mà vẫn đang suýt soát chết đó, thì không chết được đâu, bởi vì quen biết mua bán với nhau á, thì sau đấy người ta sẽ rũ hết này đó, người ta rũ hết xong rồi thì sẽ kéo lại đây đó. Thì chúng ta cứ những cái vùng hỗ trợ thấp thấp ở dưới này thì chúng ta cứ mua khoảng tầm độ 30 đến 40% vị thế, và chúng ta chờ cái cơ hội mà bắt đầu có dòng tiền đánh trở lại. Đây đây là những cái phiên mà dòng tiền đánh trở lại thì chúng ta lại canh để ra hàng thôi. Mã cổ phiếu GTN. GTN là một mã cổ phiếu cũng nhiều anh chị trong team của ông Lê quan tâm và có nắm giữ, và mục tiêu 22 thì đã chạm rồi, hôm nay còn đánh về tạm 23 tạm tầm chấm 85, và như vậy là đỉnh của đỉnh rồi, kết thúc các anh chị ạ. Những anh chị nào mà chúng ta đang cầm nắm giữ thì có thể phiên ngày thứ hai có thể là nó sẽ kéo qua vùng 23 đến vùng 24, vùng này là vùng mà chúng ta chốt, chúng ta tất toán toàn bộ, bởi vì GTN là chúng ta phân tích từ vùng 14 xong nó lên đến đây khoảng vùng 18, từ vùng 18 mà phân tích lên vùng 20, 20 phân tích lên vùng 22 đó, như vậy là cũng rất nhiều khúc rồi, ăn ăn dày ăn đủ rồi. Mã cổ phiếu Baguna. Baguna là ngày hôm nay lúc đó khoảng vùng giá vùng 12.8, vùng 12.9, thì ông Lê bắt đầu khuyến nghị giải ngân. Baguna đã có một cái vùng chỉnh giảm dài từ vùng 18 mà rơi về tận vùng 9, như vậy là cũng mất 50% về tỷ giá, và bây giờ thì cổ phiếu này đang có xu hướng tạo nền, và sau một cái xu hướng tạo nền thì thường sẽ là một xu hướng tăng giá. Thế thì xu hướng tạo nền là vùng kháng cự 14 và vùng hỗ trợ ở đây, ba cổ phiếu Baguna chúng ta đã tìm dò tìm vùng vùng cổ hỗ trợ 17 11.7 đến vùng 12. Đây anh chị có thể nhìn thấy đây, và từ vùng này thì kỳ vọng là sẽ đánh chạm lại vùng 14. Đó, lại đánh chạm lại về vùng 13.5 đến vùng 14, và sau đó lại chỉnh giảm kỹ thuật. Chỉnh giảm kỹ thuật thì chúng ta sẽ dò tìm các cái điểm chỉnh giảm kỹ thuật để chúng ta mua. Để chúng ta có thể nhận định xem là có đánh vượt thoát vùng 14 để có một con sóng ở bên này không. Thì về bản thân là trong cái hướng xu hướng ngắn thì cũng đang kỳ vọng là Baguna sẽ đánh lình trình ở đây, tạo nền ở đây, vượt thoát vùng 14 và sẽ có một cái sóng tăng ở bên này. Tuy nhiên cái câu chuyện đó thì còn một tương lai xa và tương lai gần, đó là hỗ trợ vùng 12 và kháng cự 14. Các anh chị cứ thế diễn. Mã cổ phiếu TAR là một cái mã cổ phiếu mà cam đoan là rất nhiều những anh chị là đu đu theo lái, đúng không? Đu theo lái xong rồi nó cho sập luôn. Nhưng với quan điểm của ông Lê thì không sao cả, nếu mà chúng ta đua theo lái thì chúng ta sẽ có cái cách để chúng ta xử lý, và ông Lê đã chia sẻ cái phân tích cái cách mà chúng ta xử lý của cái mã cổ phiếu này rồi. Đó là chúng ta dùng cái phương pháp chém cá ở trên thớt. Đó là gì? Khi chúng ta có một cái lượng hàng rồi đó, vùng hỗ trợ của con này khoảng vùng 19. Thì cái điểm ở bên này, đây là một cái điểm mà khuyến nghị để chém cá trên thớt nhát một, xong đó thì đó về đến đây hình như là TAR lại TAR xem lại thôi, đảo hàng lần hai đó, cách đây 3 ngày nhé, đó cách đây 3 ngày đảo hàng lần hai luôn các anh chị nhé,
cách đây 3 ngày đảo hàng lần hai luôn. Đấy, có luôn đấy nhá. Thì như vậy là 3 ngày thì chúng ta lùi lại 1 2 đó, chúng ta lùi lại đây. Đó thì phiên này chúng ta mua và chúng ta đảo thôi. Nó có lãi thì chúng ta đảo, và thậm chí là TR cái nhịp này các anh chị ở vùng vùng 20 đi, các anh chị mua anh nắm đi, không cần đảo đâu. Rách việc. Cổ phiếu này để chúng ta xem là nó có bị bo cung không? Không. À, khả năng cũng có đấy. Cổ phiếu này là cũng toàn các ông quen biết với nhau bán với nhau thôi. Nhưng không sao, vùng này chúng ta chiến đấu được, vùng 19, vùng 20 được. Không sao cả, và chúng ta cứ nắm đi, khoảng vùng 25 26 chúng ta bán như thế cho nó tưng bừng đi, cứ đảo đảo những cái nhịp mệt hết cả người. Ok, chốt lại. TR vùng 19, vùng 20 mua, đến vùng 25 26 bán hết. DHC cũng là một cái mã cổ phiếu khá là tốt, mà hình như cơ bản tốt, có cái tin gì đấy mà chúng ta không nắm được thôi. Chúng ta sẽ nhìn tổng quan lại. Ok, từ lúc lên sàn từ vùng giá 5 và bây giờ đến vùng giá 40 các anh chị, ui cha, lên sàn mà mua luôn cái bây giờ có mấy con biệt thự rồi đó. Cổ phiếu vượt đỉnh của mọi thời đại và đến vùng 40, đó chính là cái vùng mà chúng ta có thể nói rằng là cổ phiếu này đã vượt tất cả các cái ngưỡng cản, và thường đây gọi là cá trên bờ đấy các anh chị. Thường đấy, mô hình này gọi là mô hình cá trên bờ đấy. Đó, tức là bây giờ nó nằm hết lên hết rồi. Đó, và cái ao này thôi, hôm nay phân tích được đến đâu thì chúng ta phân tích nhá. Còn những cái gì mà chưa phân tích được thì chúng ta sẽ nói đến sau nhá. Đó, cái ao đây. Cái ao này đẹp đó. Đó, ao này đẹp đấy. Thì đã khuyến nghị các anh chị nhặt một ít, mà nhặt cái phiên này này. Đó, phiên này nhặt này, phiên này sau nó đổ cho phát là tá hỏa này, xong phiên này lại cười nắc nẻ này, rồi phiên này lại bắt đầu bình minh lên. Đó, câu chuyện cổ phiếu nó như vậy nên là nó hút lắm các anh chị. Đó, nó làm cho cái máu của trong con người luôn luôn nhảy. Ok, mục tiêu khả năng trong nhịp này sẽ kéo lên khoảng vùng 45 đi. Đó, khoảng vùng 45, tức là chúng ta cứ 8% automatic từ khoảng đâu đó đây này, từ cái vùng 42 nhỉ. Đó, khoảng 8% từ vùng 42, xong đó các anh chị cứ tính ngược lên để chúng ta canh, để chúng ta chốt. STK là đã nói rồi. Một mã cổ phiếu nữa, VSC. VSC là một cái mã ngành ở trong cái vận tải cảng đúng không ạ? Và cái mã này thì chúng ta cũng đã có một cái phân tích khá là dài, từ đâu đó vùng 22, sau đó lên khoảng vùng đâu đây ở trên này này. Vùng 20 hai mấy đây nhỉ? Nó che mất 28. Thì VSC, sau đó VSC chỉnh này, thì chúng ta dò tìm cái vùng giá mục tiêu của VSC ở khoảng vùng 26. Từ vùng 26 này thì chỉnh cổ phiếu tích lũy ổn định trở lại và không gãy, thì lực cầu sẽ tiếp tục quay trở lại, và nhịp này thì VSC sẽ đánh chạm vùng 29. Các tài khoản mà đang nắm giữ VSC canh chốt, xin lỗi cả nhà, quay sẽ đánh lên chạm khoảng vùng 30. Chúng ta sẽ canh chốt ở vùng 30 và sau đó thì sẽ có những cái điểm chỉnh giảm kỹ thuật, và tiếp tục chúng ta dò tìm các cái điểm chỉnh giảm kỹ thuật để chúng ta xem là VSC có thể có một cái sóng dài hay không. Thì bản thân cổ phiếu này cũng đã rơi từ vùng 38 và rơi về vùng 20, đó là một mức giảm tương đối lớn, và bây giờ thì cũng đang hình thành một cái uptrend mới, và khi cổ phiếu mà hình thành một uptrend thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chiến đấu cái uptrend này, còn lại là những ông nào mà downtrend thì thôi té. Đó, thì cái câu chuyện của cổ phiếu này nó đang hình thành một cái uptrend ở đây, thì chúng ta canh để chúng ta mua. 1:23 và chúng ta đang còn một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành cao su tương đối nhiều. Ok, dệt may TCM, chúng ta sẽ nói đến TCM. Tại sao giữa TNG và TCM thì Hùng Lê lại ưu tiên câu chuyện về TCM? Đó, các anh chị nhìn thấy chưa? Một cái uptrend nó đẹp như thế này, các anh chị không đánh thì đánh cổ phiếu nào, đúng không ạ? Đó, và khi mục tiêu của TCM ở trong cái đoạn mà chúng ta đâu đó này, các anh chị xem lại hộ Hùng này, từ cái vùng phân tích khoảng vùng 17 này, và chúng ta dự báo lên vùng 22 này, thì bây giờ nó mới đạt được. Đó, cái nhịp này nó lên đến vùng 21 nên nó chỉnh giảm lại, và những cái điểm chỉnh giảm kỹ thuật đây, vòng cung đây, chạm đây, và tiếp tục đó là những cái phân tích của Hùng Lê về TCM ở mục tiêu vùng 22. Trong nhịp này thì vùng 22 của TCM thì hoàn thành rồi các anh chị, dễ lắm. Tuần tới là khả năng cao thì TCM sẽ đánh
một cây nến như này. Sau một cây nến vừa thoát này thì sẽ có thêm những cái tín hiệu kỹ thuật để giúp cho chúng ta có thể dự đoán tiếp một cái target tiếp theo của TCM ở khoảng vùng 26. Ở khoảng vùng 26 tôi đối với TCM, TNG thì hôm nay cũng tương đối là đẹp đấy. TNG hôm nay tương đối đẹp, nhưng mà TNG thì lại chạm kháng cự đây rồi. Vùng 13.3 13.3 đến vùng 14 là vùng kháng cự rồi. Nó không không đẹp bằng TCM đâu, nên là những cái mã cổ phiếu nào Bùng Lên đã phân tích thì gần như là đã có một cái sự chọn lọc. Đó, các anh chị, một số anh chị bảo là sao phân tích nhiều vậy? Các anh chị có biết là trên sàn chứng khoán ba cái sàn đấy có bao nhiêu nghìn mã chứng khoán không? Mà Hùng Lê chỉ chọn ra được như vậy để nói chuyện với các anh chị trong 1 tiếng 30 phút. Đó. Ok, QNS. Kinh đấy, nhịp này đánh. QNS gần như là khi mà nó vượt thoát vùng 32 rồi ấy, thì nó sẽ đánh tiếp. Và cũng có thể nó sẽ xuất hiện các cái nhịp chỉnh kỹ thuật, và các nhịp chỉnh kỹ thuật ở đây nó sẽ không được gãy ở khoảng vùng 31 này. 31 ở đây thì các anh chị cũng một số trong team Hùng Lê, một số anh chị cũng đang nắm cái mã QNS, thì các anh chị lưu ý là nếu như cái vùng 31 này mà không bị gãy thì nó sẽ đánh về vùng 35, thậm chí là lên 4x đấy. Nhịp này QNS không cẩn thận nó đánh 4x, bởi vì gần như các anh chị nhìn thấy đây, lực ra không có và khi lực cầu quay trở lại thì rất là ok. Điều này cho thấy là tạo lập vẫn đang nằm ở trong này. Đó, dòng tiền vẫn đang nằm ở trong này thì cổ phiếu sẽ vẫn còn đi. Còn khi nào mà dòng tiền nó bị rút, đó, thì chúng ta sẽ xem là khi nào thì củi rút đáy nồi. Đó, khi nào thì củi rút đáy nồi thì chúng ta sẽ lưu ý. QNS vẫn đang đẹp. FPT cũng ngày hôm qua thì có phân tích câu chuyện về FPT. Trong cái thời điểm hiện tại là đang kỳ vọng FPT đánh thoát nền. Đánh thoát nền vùng đây các anh chị, khuyến nghị rồi trên room rồi. Biên tích lũy của SBT vùng 14 đến vùng 15 và cái câu chuyện biên trung bình vùng 14.5, khuyến nghị mua. Mua SBT 14.5, mía đường đang tốt, khả năng là giá mía đường đang tăng đấy, nên là cổ phiếu mía đường nó cũng đánh tương đối là ổn định. Nhóm ngành Viettel, VGI có không ạ? VGI khi mà chạm cái vùng 26 đến vùng 27 thì cũng nên khuyến nghị chúng ta mua thêm. Bởi vì một số đồng chí là bị kẹp từ đây thì chúng ta mua ở đây để chúng ta đảo dần, và mục tiêu là chạm vùng 30 chỉnh giảm kỹ thuật một tí ở đây. Tí teo ở đây khoảng vùng 27 28 đây lại công lại vùng 30, và thì câu chuyện là có vượt thoát được vùng 30 hay không thì chúng ta cần chờ những cái lực cầu nó tốt hơn. Còn khi mà cổ phiếu lên đến ở trên này thì không còn điểm mua nữa các anh chị. Những cái điểm mua đó chính là những cái điểm mua mà chúng ta chọn những cái điểm mua vùng hỗ trợ. Ok, CTR cũng là một cái mã cổ phiếu mà tốn nhiều công sức nghiên cứu của Hùng lắm rồi mà mãi chưa chạy được, hơi bực mình. Cổ phiếu này cần phải vượt thoát vùng 50, và khi thoát được vùng 50 rồi thì chúng ta không có cái gì để nói về nó nữa. Rất là đẹp và nó sẽ rất là nuột nà. CTR thì nó đang có những cái game show, có cả những cái game show thì chúng ta sẽ theo game vậy. Đó, game show như nào các anh chị tự tìm hiểu. Ok. Nhóm ngành thủy sản đi nhanh, MPC hỗ trợ vùng 26, kháng cự vùng 29 đến vùng 30. Các anh chị canh ở vùng này tạm chốt hàng. Ở trong nhịp này lưu ý nhá. Đó, vùng 26 phân tích cho rồi. Vùng 26 mà không mua nữa thì thôi. Đừng lên đến cao thì các anh chị đừng có mua. Ok, ACL thì không phải nói nữa, ACL thì nó đánh sốc quá, và gần như thì Hùng không có bắt được nhịp ACL. Chỉ có trong cái nhịp chỉnh giảm này thì có dò tìm ở cái vùng giá mục tiêu ở vùng giá 22 này thôi, và sau đó thì nó đánh dốc ngược cái này. Và phiên ngày hôm nay thì khuyến nghị các anh chị chúng ta chốt đủ rồi, 32 đủ rồi. Vĩnh Hoàn VHC cũng canh ở vùng 39.5 đến vùng 40, chúng ta tạm chốt. Để xem là ông có vượt thoát được hay không thì tôi không cần biết, nhưng mà cứ đến kháng cự là tôi cứ mang hàng ra thôi, táng đã. Còn có thể là khi về đến vùng 40 thì cổ phiếu sẽ có những cái nhịp chỉnh kỹ thuật. Đó, những cái nhịp chỉnh kỹ thuật vòng vo ở dưới này thì chúng ta sẽ canh để chúng ta mua lại. Và vượt thoát được hay không thì chúng ta sẽ cần chờ những câu chuyện ở sau. Còn cứ đến kháng cự là tôi táng. Còn hỗ trợ ở đây 35 thì mua đi các anh chị. CMX hoàn toàn tương tự như vậy. CMX là trong một cái nhịp trước đây chúng ta phân tích này, là chúng ta kỳ vọng hơi lớn lên đến vùng 22, nhưng về bản chất là những cái điểm mua của chúng ta đây từ vùng 15.3 mà lên đến vùng 20, các anh chị xem từ 5 trên 15.3
15.3 các anh chị lãi 33% rồi mà các anh chị không bán đúng không ạ? Và sau các anh chị cứ ôm lại đến lúc nó lỗ lại thì ôi em ơi lỗ rồi. Đấy là thôi thì chịu biết làm sao được. Và nếu mà lỗ rồi thì thôi ôm lại và đến cái vùng đâu ạ? Đến cái vùng 14 đến 14.5 ở đây, Hùng đây là khuyến nghị các anh chị xúc. Đó, xúc đi thì bây giờ là chúng ta lên đến vùng 18 và chúng ta đảo lại hàng. Ok, chúng ta sẵn hàng. Ở đây chúng ta có 100.000 cổ phiếu thì về đây chúng ta mua 50.000 cổ phiếu và về đến đây vùng 17.5, vùng 18 chúng ta bán đi 50.000 cổ phiếu. Ok, sau một vài nhịp đảo như vậy các anh chị sẽ giảm về được cái giá vốn và thậm chí là chúng ta tự tin luôn là chúng ta chỉ có mua cổ phiếu CMX thôi. Chúng ta luôn có hàng để chúng ta bán mọi lúc mọi nơi và chúng ta mua vào đó, giống như thế, hàng vào hàng ra liên tục, hàng vào hàng ra liên tục, và như vậy là các anh chị sẽ nghiên cứu đúng cái mã cổ phiếu CMX thôi. Họ đánh một mã cổ phiếu thôi thì như vậy là chúng ta hiểu được đường đi nước bước của cổ phiếu thì rất là tuyệt vời, rất là ok. Cổ phiếu FMC cái vùng mà chúng ta mua, chúng ta phân tích cái câu chuyện là cá ở trên bờ ở vùng 28 và sau đó thì về vùng 26 là khuyến nghị mua thêm. Bởi vì vùng 28 thì nó bị gãy và nó rơi về vùng 26 thì khuyến nghị mua thêm. Đó, hôm nay lại về 28.35 rồi. Đó, vậy thì câu chuyện là gì? Có đúng có sai và khi sai thì chúng ta xử lý cái sai đó như thế nào? Đó, khi sai đấy chúng ta xử lý như thế nào? FMC hình như là ở bên FMC khuyến nghị ở bên mua ở bên room NO1, không có nhiều thời gian nữa nên chúng ta tốt nhất là chúng ta tập trung vào chuyên môn. Thì trong cái nhịp này khả năng là sẽ đánh chạm về vùng 30 là chỉnh làm lại, chỉnh giảm kỹ thuật lại ở đây và sau đó thì sẽ chờ những cái tín hiệu ở đây, nhưng mà cơ bản là câu chuyện về con này thì nó cũng gần như đó, nó không còn cái cản nào nữa các anh chị. Và nó bay lên ở cái vùng ở trên này rồi thì cũng có thể rất có thể là nó sẽ đi vào một cái trend rất là dài. Đó thì đấy là cái kỳ vọng của Hùng lên, nó có thể đúng, nó có thể sai thôi. Ta sẽ ok, 1:31 rồi, chúng ta sẽ dừng phân tích cổ phiếu đây, khu công nghiệp chưa phân tích được này. Một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành cao su và một số các cái mã cổ phiếu của các nhóm ngành khác các anh chị quan tâm thì chúng ta sẽ comment ở bên dưới dòng thời gian của bản tin tuần. Đó, dòng thời gian bản tin tuần thì chúng ta sẽ comment ở dưới này và Hùng Lê sẽ thu xếp thời gian để trả lời tất cả các cái comment của các anh chị, các comment của anh chị ở dưới này về cổ phiếu. Còn những anh chị nào mà muốn về team của Hùng Lê và mở tài khoản thì các anh chị liên hệ trực tiếp với Hùng Lê, vui lòng không để lại số điện thoại dưới các dòng comment này, bởi vì Hùng Lê sẽ không có trả lời các anh chị đâu, và các anh chị bởi vì là kể cả trên Zalo các anh chị nhắn tin cho Hùng Lê nhưng các anh chị phải nhắn tin rõ là làm gì. Còn nếu như các anh chị chỉ kết bạn vu vơ, đây các anh chị nhìn thấy này, cái kết bạn của Hùng Lê này nó đang dài dằng dặc như này, Hùng Lê chả biết ai với ai đâu đó, nên là một số các anh chị bảo là sao kết bạn với em mà chả thấy em trả lời đây 199 lời mời kết bạn, không biết ai là ai luôn đó. Rồi chúng ta sẽ nói đến câu chuyện về thị trường thì trước khi mà nói về cái xu hướng của thị trường trong tuần mới thì chúng ta nhìn xem Dow Jones phiên tối hôm nay đang có những cái điểm test cung, trả lại cung. DJ Future cũng như vậy, Hang Seng thì chết rồi, chết hẳn luôn rồi. Ông tăng dốc này xong ông lại trả một phát về như này. Shanghai hôm nay có một cây nến ngừng rơi nhưng mà khả năng lình xình ở đây lại đâm tiếp. Nikkei 25 thì cũng đang có xu hướng tích lũy đi ngang. Như vậy là xu hướng của thị trường châu Á và xu hướng của Dow Jones là đang có những cái điểm lưng khừng rồi. Đó, như vậy là có thể tuần tới sẽ là một cái tuần mà xu hướng của châu Á cũng như của thế giới nó sẽ có những cái điểm nó khó khăn hơn. Thì điều này nó cũng sẽ tác động lên tâm lý của thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta sẽ đi sâu về cái nội tại của thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại nó như nào. Thì qua cái sự phân tích vừa qua thì chúng ta cũng thấy được rằng là nhóm ngành banh thì đang có một cái hình thành một cái xu hướng tích lũy và cái dòng tiền P thì có một phiên đánh và sau đó thì đang có những cái phiên trả lại. Đó, vậy thì tuần tới thì có những cái cổ phiếu nào có thể giữ nhịp cho thị trường và có thể là ổn định cái thị trường thì có thể là sẽ là Vinamilk. Đó, có thể là nhóm VIX sẽ quay trở lại, cùng với đó là kỳ vọng lớn vào nhóm banh, nhóm chứng khoán và P sẽ có những cái dòng tiền quay trở lại để giữ nhịp cho thị trường. Đối với chỉ số VN Index phiên kết tuần như thế này có nghĩa là cái điểm đánh của dòng tiền nó không thực sự là lì,
lì nó phải đánh đánh vượt thoát cái biên 720 cơ. Nó chưa đánh được vượt thoát cái biên 720 thì trong tuần tới sẽ có những cái điểm test lại ở trong cái biên này, đó là ở trong biên 865 đến 870. Và với những góc nhìn kỹ thuật của ông Lê thì ông Lê kỳ vọng là sang tuần tới thì thị trường của chúng ta sẽ tăng điểm và chúng ta sẽ cần phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba để chúng ta đánh giá lại cái kịch bản là tăng đến đâu. Đó, cái vùng hỗ trợ của chúng ta, ví dụ như là trong cái điểm test của VN Index ở đây, ở trong phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba thì ông Lê sẽ có những cái đánh giá thêm. Và những cái đánh giá đó thì chắc chắn là chỉ có những anh chị ở trên team T0 hoặc là trên team NO1, NO2 mới có thể cập nhật được. Đối với VN30, phiên ngày hôm nay có một cái phiên lấp lấp một cái phần gap tăng của phiên ngày hôm qua, đó là phiên kéo ATC. Và với xu hướng hiện tại thì sang tuần tới các anh chị có thể chúng ta sẽ phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba chúng ta sẽ quan sát ở quanh ngưỡng 810 để chúng ta đưa ra được những cái định lượng tiếp theo. Dòng tiền thì hôm nay là như vậy, là hơi yếu. Còn đối với chỉ số phái sinh VN30 F1M thì cái đây là cái trend ngày, nên chính vì vậy nên là chúng ta sẽ nhìn nhận ở trên cái góc độ đó là sóng dài thôi. Chứ còn trong một cái điểm long hoặc điểm short á, thì chúng ta sẽ phải dùng sử dụng cái biểu đồ M5 để chúng ta phân tích. Với xu hướng hiện tại của phái sinh thì trong tuần tới xu hướng là phái sinh sẽ test lại. Đó, xu hướng phái sinh sẽ test lại cái vùng vùng này, đó là vùng khoảng vùng 800, vùng 800 sẽ test lại ở khoảng vùng 800 điểm và thậm chí sâu hơn, có thể là sẽ lại nhún như như trong phiên tuần trước. Đó, tức là lại nhún lại về cái biên ở đây, đó là biên 790, sâu nhất có thể nhún về biên 790. Bởi vì một số các cái tín hiệu kỹ thuật và một số cái nhóm ngành hiện tại là ông đánh giá chưa thực sự là ổn định, chưa thực sự ổn định thì có thể sẽ có những cái phiên nháy ở trong đó. Thế thì cái câu chuyện là phái sinh và cơ sở nó có cái sự liên hệ mật thiết với nhau. Đó, cơ sở và phái sinh nó có sự liên hệ mật thiết với nhau. Chính vì vậy nên là các anh chị chúng ta không đánh phái sinh, nhưng chúng ta nên học phái sinh để chúng ta biết được là khi phái sinh long thì cơ sở nó sẽ như nào và khi phái sinh short thì cơ sở sẽ như nào. Ok. Như vậy là chúng ta vừa mới view lại tổng quan toàn bộ tình hình thị trường. Nhóm ngành cổ phiếu khu công nghiệp là một trong những cái nhóm tương đối là tốt. Và trong tuần vừa rồi đã có những cái điểm tăng rất là đẹp, thì Hùng sẽ view lại toàn bộ cái này, có thể là Hùng sẽ post lên trên bài cho các anh chị, hay là chúng ta phân tích luôn các anh chị nhé. 1:35, ok, điểm qua nhanh một tí, không lại thiếu thiếu nó lại SZL. Ok, SZL thì đã chạm cái vùng phân tích của chúng ta, đó là vùng 45. Một cái sự chờ đợi rất là dài của mã cổ phiếu này, và sau cái một sau cái cú chạm 45 này thì cổ phiếu này sẽ có những cái điểm test cung, và hiện tại đã có hai phiên test rồi, và những cái điểm test đẹp nhất chúng ta sẽ chờ đâu đó khoảng vùng 43.5. ok, 43.5 ở đây các anh chị, 43.5. Ở những cái điểm 43.5 này không gãy và lực cầu tiếp tục quay trở lại thì câu chuyện của em này sẽ đánh tiếp đó, và sẽ đánh tiếp về vùng 50 đó, chờ đợi một cái câu chuyện dài của như vậy. D2D D2D phiên ngày hôm nay cũng rất là đẹp, lực đánh của dòng tiền tiếp tục đổ vào đây, thì trong những cái phân tích định lượng của chúng ta đó là cổ phiếu chạm về vùng 60 thì sẽ chỉnh kỹ thuật lại. Thì trong phiên ngày hôm nay là một phiên mà D2D đã chạm về đến gần vùng 60. Thì sau cái điểm này thì D2D sẽ có cái điểm test ngang ở đây các anh chị nhé, sẽ có những cái điểm test ngang ở khoảng vùng 58. Vùng 58 không gãy thì D2D sẽ có 3 phiên đó để tiếp tục một cái hành trình tăng giá, và chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật ở các cái điểm tăng giá. Vùng hỗ trợ của D2D chúng ta đã tìm ở cái vùng 55 đến vùng 55.5 ở đây. Đó, đó là vùng hỗ trợ của cổ phiếu. Tiếp là một cái mã cổ phiếu mà ông Lê kỳ vọng một cái chen đánh rất là dài, và câu chuyện là trong một cái nhịp phân tích trước đây chúng ta được tiếp rồi, chạm vùng 22 đến vùng 23 rồi, nhưng chúng ta kỳ vọng một cái nhịp hơi cao nên là đôi lúc bị nhỡ, và sau đó thì chúng ta ok, chúng ta sửa lại cái nhỡ đó ở vùng 19 đến vùng 20, đây chính là vùng hỗ trợ, và vùng này thì chúng ta mua để chúng ta đảo hàng. Với xu hướng hiện tại thì tiếp sẽ kéo chạm lại vùng 22 đến vùng 22.5, thì chúng ta có thể canh chốt một phần. Từ vùng này thì cổ phiếu sẽ chỉnh giảm kỹ thuật, dò tìm vùng giá kỹ thuật để chúng ta chờ đón một cái target tiếp theo của TIP. Lịch sử của TIP là TIP đánh cực kỳ mạnh, và các anh chị có tin hay không thì thôi hồi sau sẽ rõ. Nhưng
trong nhịp này cũng đang 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 kỳ vọng nó hơi mong manh, tức là ở một cái gì đấy nó ở khoảng vùng 3x, nghe có vẻ hơi hơi phiêu nhưng mà thôi thì cứ cứ đến đoạn đó chúng ta biết. Nhưng đầu tiên chúng ta sẽ nói đến ở vùng 22.5 đến vùng 23 trước. Sau đó chúng ta sẽ nói tiếp câu chuyện tiếp theo. SZN. Ok, uống cốc nước đã các anh chị, khán hết cả cổ rồi, 2 tiếng đồng hồ rồi. SNZ. SNZ. Thế này mà không thành tài nữa thì bỏ tay rồi. Đó, SNZ trong nhịp phân tích này chúng ta kỳ vọng vùng 28 hoàn thành, nó chỉnh giảm lại và dò tìm lại vùng 22, vùng 23. Ok, và mục tiêu lánh tạm vùng 26, chỉnh giảm kỹ thuật lại một tí nữa thì lại về lại vùng 28. BCM, BCM. BCM thì giai đoạn này chưa chưa đạt, nó đang đi ngang thôi. Nhưng mà con này thì thường thường là nó sẽ đi ngang một thời gian, sau đó nó sẽ đánh sốc SZC. Đó, SZC mục tiêu ở cái nhịp này 22 hoàn thành và sau đó đánh lên 24 thì bị xịt. Ok, không sao cả, xịt nhịp đấy ta lại đánh nhịp này. Sau đó thì cổ phiếu giảm này, vùng hỗ trợ, dò tìm lại vùng hỗ trợ 19. Và bây giờ thì lại từ vùng 19 này cổ phiếu bắt đầu có xu hướng đánh lên và mục tiêu lại chạm lại vùng 22. Đấy, vùng kháng cự này. Đó, vượt vùng kháng cự hay không thì chúng ta sẽ chờ tiếp, nhưng mà bây giờ chúng ta an toàn là trên hết, cứ đến vùng 22 các anh chị chốt đi. GIL, GIL cũng là một mã cổ phiếu trước đây đánh tưng bừng. Đâu đó từ vùng đâu GIL, đâu đó chạm lên được đến đâu vùng 21 rồi, lại tưng bừng rồi còn không chốt. Thế là đến lúc nó đạp cho phát, thế là chúng ta lại ôm lại, không sao. Ai mà ôm lại thì bây giờ chúng ta lại chuẩn bị, chúng ta diễn thôi. Và về đến vùng 17, khuyến nghị mua để chém cá trên thớt, mục tiêu GL nhịp này đánh chạm vùng 19.5. Đó, thì lại đảo một nháp này là cũng đã được tương đối rồi. Ok, PXL, PXL thì nó liên quan đến con gách. PXL nó liên quan đến con gách. Và như vậy là PXL sẽ chỉnh giảm về vùng hỗ trợ đây 10 đến 10.5, quan sát thêm, bởi vì đoạn này không thấy cung đâu mà tín hiệu MACD như này, khả năng là ông này ông ấy đang cái mục tiêu mà đánh lên 13 là không thành đâu. Đấy, bây giờ ông phải xem cái vùng này nó có tích lũy được hay không, và vùng này tích lũy và cầu trở lại thì khi đấy mới ổn được. ITA ITA có cái nhịp đâu đây, ở đây này, hình như khuyến nghị bắt này, và bây giờ thì nó lại chỉnh giảm lại. Ok, có thể hình thành mô hình hai đáy ở đây. Quan sát tiếp ở vùng 4.5, nếu vùng 4.5 này không gãy và lực cầu quay trở lại khoảng tầm độ trên 10 triệu một phiên thì ITA sẽ có một nhịp hồi tiếp. KBC, KBC tìm ra được vùng hỗ trợ đây, vùng 14, và từ vùng này thì đây trong tuần trước là như là phân tích lên khoảng kỳ vọng chạm vùng 15. Sau đó ông ấy chỉnh giảm lại một tí, bởi vì trong cái thời điểm hiện tại thì lực cầu nó cũng chưa thực sự mạnh, nên là những cái điểm hồi phục này là những cái điểm hồi phục kỹ thuật để cho những anh chị mà đã bị kẹp ở những vùng cao này thì chúng ta mua để chúng ta đảo hàng ở trong cái giai đoạn hiện tại thôi. DTD là một mã cổ phiếu rất đẹp các anh chị nhé, rất đẹp luôn. Tại sao nó đẹp? Vì cái tính tạo lập của nó, và trong cái thời điểm hiện tại thì chúng ta đã phân tích DTD đâu đó ở vùng 10 và lên đến vùng 13. Đó, là 3 trên 10 là cũng được đâu đó một nhịp đánh tương đối nhé, ngắn ngắn thế này thôi. Sau đó thì cổ phiếu này vượt thoát vùng 13, và bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu cái đoạn vượt thoát vùng 13 này nó như thế nào. Đó, vượt thoát vùng 13 đánh 14 và đây chạm lại này, thì đây là chính là những cái điểm mà chúng ta dò tìm vùng giá mục tiêu để chúng ta mua lại. Đây là kháng cự thì bây giờ nó sẽ trở thành những cái vùng hỗ trợ, và đây trong tuần thì đã có những cái điểm chỉnh giảm lại đây, và đây chính là những cái điểm mà chúng ta dò để chúng ta mua. Những cái điểm này mua xong thì chúng ta sẽ chờ cái lực cầu ổn định quay trở lại và đánh vượt thoát vùng 14 thì chúng ta mở điểm mua hết. Đó, chúng ta mở điểm mua hết ở đây, và mục tiêu mở điểm mua hết với lực cầu khoảng tầm từ 300.000 đến 400.000 cổ phiếu trên một phiên thì mục tiêu của em này đâu đó đánh vượt lên vùng bao nhiêu nhỉ, vùng 16 à, vùng 16 có kỳ vọng cao quá không ta? Khả năng ổn, nhịp này 16 ổn, nhưng mà nếu mà bây giờ chúng ta tính từ vùng, cho là mua từ vùng 13.5 đi, mà lên vùng 16 trừ 13.5 chia cho 13.5 ở 18% các anh chị, nên là các anh chị cứ chủ động nhá, cho là từ vùng giá 13.5 8% chúng ta chém một nhát, 15% chúng ta chém một nhát, còn lại đâu đó thì
tùy còn lại. Ok, như vậy là cố gắng thêm một tí nữa để view qua nốt cái nhóm ngành khu công nghiệp. Là ngày nghỉ cuối tuần, Hùng Lê chúc tất cả anh chị cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta sẽ có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên người thân, bên gia đình, và sẽ xem bản tin của Hùng Lê. Và chúng ta sẽ ghi chép lại tất cả những cái dữ liệu lịch sử đó để chúng ta sử dụng, để chúng ta đưa vào những cái phân tích, những cái đầu tư của chúng ta, để chúng ta có được một cái kết quả tốt hơn. Và những anh chị mà đồng có những cái quan điểm cùng với Hùng Lê thì có thể về đồng hành cùng với team của Hùng Lê tại công ty chứng khoán VPS và liên hệ với Hùng Lê qua Zalo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong các bản tin tiếp theo.